nha. Trời ơi, lên lịch là 9:45, để nghĩa là lên lịch lúc 21:45 mà đợi tới bây giờ mới lên live, thế là trễ trễ cả nhà hết nửa tiếng nha. Trễ nửa tiếng, mong cả nhà cũng thông cảm và bỏ qua cho việc Lê cái vấn đề mà hơi trễ lên lịch nhưng mà live hơi trễ ấy. Tại vì cả nhà hãy thông cảm cho việc Lê cái vấn đề này, mới dỗ con ngủ. Giờ này cái mặt của Việt Lê nó không được tươi nên quay cam sao, quay cam sao một cái nghe cả nhà, chút xíu rồi tươi tươi lại rồi quay cam trước. Nãy giờ dỗ con ngủ cả nhà ơi, chia sẻ lại giúp giùm Việt Lê nha. Nãy giờ bà con của chúng ta đợi Việt Lê có lâu không? Chào Maria, chào Đông Khôi, chào Yến Nhi, chào Thị Hương Lương, chào cả nhà. Chia sẻ giùm em cái cả nhà ơi. Hello anh đẹp trai Phan Ngô, Pha Anh Chằng, chào anh Pha Anh Chằng. Chào mỗi người, mỗi mờ mà xin lỗi anh trai nhiều nha, bác anh trai phải chờ đợi rồi. Chào chị Dung Cao, em cũng muốn like sớm lắm, vô like sớm được nhiều khán giả xem, lao trễ đa số là những khán giả thức khuya hoặc là những cái khán giả ở hải ngoại nước ngoài, em cũng muốn live sớm lắm nhưng mà nãy giờ bận dỗ con ngủ cả nhà, cái nằm ngủ quên, giật mình thức dậy ra cầm điện thoại là live stream liền nè, bởi vì bây giờ là chưa có tỉnh rồi đó, bởi vì đang đợi đợi tí xíu, đợi tí xíu Việt Lê tỉnh tỉnh rồi cái là Việt Lê vô nội dung liền. Nay tâm sự nói chuyện chơi nữa nghe anh Phan Ngô, nay nói chuyện tâm sự cái loài con chim biển, chia sẻ mạnh giùm giúp giùm em cái cả nhà ơi. Chào Hà Lê, chào cô, chào cô Hà Lê nha. Rồi bây giờ quay cam trước cho cả nhà xem mặt của Việt Lê cái. Đó tỉnh rồi, thấy không? Tỉnh lại liền thấy không? Anh đang chờ người trồng hoa. Anh đang chờ người trồng hoa hả? Anh là một người chơi hoa hả? Chờ người trồng hoa là chờ ai? Anh chờ ai anh Phan Ngô? Anh đang chờ ai? Chờ người nơi ấy. Nội dung ngày hôm nay chia sẻ là gì ta? Trời ơi, hello chị đẹp Nhật Hoàng, hello chị, hello Vương Nghi, em đang ngồi trên võng nè, để coi bữa nay nội dung em chia sẻ là gì ta. Thiền am, thiền to thì sóng lớn, hiện trạng thực tế của năm mới Phan cần cân nhắc. Đây. Chia sẻ cái này thì nội dung ngày hôm nay á, Việt Lê nói á, thì trước tiên á, phải khẳng định một cái điều, một cái đó là lại được super chat. Hello Việt Kiều USA, chào anh. Ở chào chú chứ, chào chú. Chào chú. Thấy ảnh là chú lớn nè nên chào chú. Cảm ơn anh Phan Ngô rất là nhiều đã lì xì cho em nha. Cảm ơn anh Phan Ngô. Cảm ơn Phan Ngô rất là nhiều đã tặng quà cho em trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời nói, một lời chúc tốt đẹp đến anh và gia đình.
Chúc anh thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình thật nhiều may mắn, năm mới phát lộc phát tài và năm mới có nhiều hoa. Thấy anh nói trồng hoa, em chúc anh trồng hoa có nhiều hoa. Thì nói về cái vấn đề mà chủ đề ngày hôm nay Việt Lê chia sẻ với cả nhà, thì trước tiên là em xin khẳng định là em không có cà khịa ai hết. Cái thứ hai là em không có phản biện ai cả. Cái thứ ba là Việt Lê cũng không có kiểu như là không có đụng chạm tới ai cả. Tính hơi thẳng thắn, mong thông cảm. Có sao nói vậy người ơi. Đó. Thì nếu mà có đụng chạm tới ai thì mong quý cô chú anh chị em cũng đừng có buồn và cũng như là bỏ qua cho Việt Lê. Thì lời thật nó hay mất lòng là như vậy. Năm nay mới 72 tuổi mà lớn gì? Dạ thưa chú. Dạ. Nói chung là 72 vẫn còn trẻ. Đó, vẫn còn trẻ không? Dạ chú, chúc chú thật nhiều sức khỏe nha chú. Không biết chú tên gì mà chú để nickname là Việt Kiều Ultra, thì con xin kêu là Việt Kiều Ultra nha. Dạ chào chị Trang Chi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa với cả nhà, là nói là thiền to sống lớn, là thực chất là thiền am, đúng là thiền to là sống lớn. Họ to không? To là sao? Cái kênh YouTube của họ to và cái sự nổi tiếng của họ nó lớn hay không? Lớn. Cái kênh YouTube của họ là triệu sub, gọi là triệu sub. Chào chị Quỳnh Thị. Dạ thông cảm cho em nghe chị. Kênh YouTube Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hiện tại bây giờ cái lượt sub là hơn 2 triệu lượt subscriber, là hơn 2 triệu người đăng ký, 2 triệu người theo dõi. Và cái lượt view của họ, và họ đã chinh phục được hàng triệu con tim, đó là hàng triệu khán giả được triệu view, đúng không? Đúng cho em cái, cho em cái bông hồng nha. Vậy thì chúng ta có thể nói rõ là họ là thiền to sống lớn, bước vào cái lĩnh vực mạng xã hội này, bước vào cái lĩnh vực mà gọi là nhà người sáng tạo nội dung, bước vào cái lĩnh vực là gọi là người hâm mộ, người nổi tiếng á, thì Thiền Am thật sự họ nổi tiếng rồi. Thậm chí là cái lượt view mà trên cái kênh YouTube của họ, chúng ta có thể nói được là rất nhiều người mơ ước. Và thậm chí trong đó là có những người mà tham gia showbiz, người ta cũng mong muốn được cái lượt view đó. Nói thực tế là như vậy. Tại vì mình là người làm YouTube thì mình nhận xét đúng thực tế thôi. Cái lượt subscriber của họ quá cao, cái lượt theo dõi của họ quá quá nhiều, cái lượt khán giả của họ từng chinh phục hàng mấy năm trời, quá nhiều đi. Cho tới bây giờ cũng hàng trăm ngàn người, nếu mà họ làm clip vẫn có cái sự ủng hộ đó. Thì Việt Lê có thể nói được cái vấn đề này là họ thiền to thì sống lớn. Họ bước ra ngoài cái biển khơi này, họ bước ra vào cái lĩnh vực mà sáng tạo nội dung này với một cái tư cách là tu tại gia. Tu tại gia là một cái nơi mà gọi là có các thầy, các cô sáng tác bài hát hay. Hát thì có những cái chất giọng đặc biệt, là đậm chất là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là theo thể loại là cái dòng nhạc đó. Còn các bé thì hóm hỉnh, tài năng, và các bé thì có những cái sự thông minh, sáng suốt và có những cái tài lẻ riêng của các bé. Giống như Pháp Tâm thì chinh phục chúng ta bằng cái kiểu như là hầu như là gì, từ hình thể cho tới lời ăn tiếng nói cho tới cái nét diễn của bé trong cái chương trình Thách Thức Danh Hài. Và bốn bé kia thì cũng như thế. Vậy là chúng ta được bị chinh phục, chúng ta bị các bé chinh phục bởi cái chương trình Thách Thức Danh Hài và các bé thi. Và sau đó xảy ra khá là nhiều chuyện ồn ào và xảy ra khá là nhiều việc mà chúng ta đã biết rồi đó. Thế là Thiền Am bị rơi vào cái hoàn cảnh ngày hôm nay. Và hầu như những người ai, những ai mà yêu thương Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, những ai yêu thương các bé và những ai yêu thương các thầy các cô, những thành viên của người Thiền Am, họ đều không mong muốn cái điều này xảy ra. Nhưng thực tế và hiện trạng bây giờ nó đã xảy ra thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó mà thôi. Chúng ta không thể nào bàn cãi, hay là chúng ta có thể dùng một cái từ ngữ gì mà để chúng ta chối bỏ cái hiện trạng này được. Đó. Và cái hiện trạng bây giờ chúng ta phải chấp nhận nó, và chúng ta nếu thật sự yêu thương Thiền Am thì phải cùng với người Thiền Am vượt qua cái khó khăn này để mà bước tới một cái chân trời mới. Và đó là năm sau, rồi năm sau nữa, năm sau nữa. Thì
các thầy cải tạo xong, chấp hành án xong, các thầy về và có một ngày đoàn viên đoàn tụ thật sự mà gọi là hạnh phúc, gọi là cập bến, gọi là xa bờ, rồi bây giờ cập bến trở lại một cái cuộc sống mà như chúng ta đã biết đến Thiền Am. Và hầu như tất cả các fan cũng đều mong muốn như vậy. Nhưng ở đâu đó trên cái cõi mạng này, ở đâu đó trên cái không gian mạng này, hình như có một cái những người, người ta lại không muốn người Thiền Am yên bình, người ta lại không muốn Thiền Am được yên ổn, để mà còn chen, còn một cái lượng tương tác, còn một cái gì đó, để mà còn những cái mà để họ nói, đúng không cả nhà? Đó. Còn riêng đối với bạn Hăng Việt Lê á, làm YouTube này, ví dụ không có chen Thiền Am thì chúng ta làm cái chen khác, không có chủ đề Thiền Am thì chúng ta làm cái chủ đề khác, còn không có cái chủ đề gì để chúng ta làm về drama thì chúng ta sẽ làm về sáng tạo nội dung. Chúng ta có thể tạo ra những cái video giải trí, hoặc là tạo ra những cái nội dung vlog bình thường đời sống ở địa phương, hoặc là ở Việt Nam, hoặc là ở nước ngoài, nếu mà những kênh YouTube ở nước ngoài. Nhưng không, có những người người ta cho rằng người ta là YouTuber, nhưng thực chất họ không phải là YouTuber, họ chỉ mượn cái công nghệ YouTube, họ mượn cái ứng dụng YouTube để họ nêu lên những cái cảm nghĩ của mình, xong xuôi rồi họ tự cho rằng là họ là YouTuber. Sáng tạo nội dung thì không có, nhưng chỉ biết lên là chửi mà thôi. Vậy thì YouTuber là cái nghề là chửi thê hả? Chửi mướn hả? No, không phải. YouTuber là cái nhà sáng tạo nội dung, là cái người sáng tạo nội dung, và là cái người phục vụ khán giả tạo ra những cái nội dung hay, chứ không phải là lên đây chửi thê, chửi mướn. Xin thưa rằng là như vậy. Quý vị có thể nghĩ YouTuber ngồi bình luận, đưa ra những cái bài chia sẻ như bản thân Việt Lê nè, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ dùng những cái từ ngữ tục tiểu, thiếu văn minh, thiếu lịch sự. Nếu mà một YouTuber mà sử dụng ra những cái từ ngữ đó thì xin thưa rằng đó không phải là YouTuber. YouTuber người ta cũng phải có trình độ học vấn, nếu tệ gì cũng phải có đạo đức, chứ không phải là lên chửi thế này thế kia thế nọ đó. Nhưng họ vẫn tự cho mình là YouTuber, và họ cho rằng là họ rất là mạnh mẽ, họ cho rằng họ là quá là siêu phàm đi, một cái gì đó mà họ có thể xây chuyển được tình thế của người Thiền Am. Họ có thể là cho rằng bản thân họ sẽ là người đưa Thiền Am đến bờ, nhưng mà họ dùng một cái cách mà gọi là chửi người này chửi người kia, thậm chí chửi luôn cả Mạnh Thường Quân, và chửi luôn cả những người từng yêu thương người Thiền Am, và chửi luôn những cái người mà từng đến với Thiền Am và giúp đỡ cho người Thiền Am, như thế luôn. Thì hỏi thật sự là một YouTuber mà yêu thương Thiền Am hay không, hay đó chỉ là mượn một cái cớ của người Thiền Am để thử thể hiện cái tôi của mình, hoặc là thể hiện cái mà cảm xúc của mình trên cái không gian mạng này. Giống như ở ngoài mình chỉ là một cái con kiến, mà mình chỉ là một cái hạt cát, chứ sao mà mình chửi người ta không có nghe, mình nói người ta không có lắng nghe, không có để ý. Bước lên mạng xã hội này nói cho hàng ngàn người coi, mình chửi quá trời quá đất luôn, mình cảm thấy mình làm như vậy được chắc là tốt, ok, không có đâu ha. YouTube nó ghét trời ơi đất hỡi luôn á, nó ghét cực kỳ, nó làm cho chúng ta kiểu như là tôi cho anh coi, tôi đề xuất kênh của anh đồ này nọ gì đó, nhưng mà nó khóa giờ nào không hay, nó tắt kiếm tiền giờ nào không biết, và nó xóa cuộc, kể cả xóa kênh luôn, giờ nào chúng ta cũng không thể nào đoán trước được đó. Thì Việt Lê nói cái điều này ra không phải là chê cái gì, nhưng mà thực trạng thực tế mà Việt Lê nhận xét đó. Ngay cái giò xuống cái thực trạng thực tế mà Việt Lê nhận xét, và cũng như là lời thật nó hay mất cái lòng đó, là nó như vậy đó. Còn mà lý do tại sao Việt Lê không chọn cái chủ đề mà gọi là chửi á, cái chuyên đề gọi là chửi á, tại vì Việt Lê cảm thấy nó không phải là YouTuber, nó giống như là bạn hàng vậy đó. Ví dụ mà ra giống như là cái chợ vậy đó, ai mà kiểu như là
đụng tới mình cái là mình chửi, đụng tới cái này này giống như đi chửi, chửi lộn thê, chửi lộn mướn chứ đâu phải là YouTuber. Bởi vì Việt Lê không chọn chuyên đề đó. Nhưng mà đôi lúc có những người người ta cảm thấy là ừ, thằng Việt Lê này nó tham gia trend thiền am này để mà nó cũng là chửi qua chửi lại nó không. Xin lỗi, Việt Lê không có chửi, sai rồi. Từ trước giờ, từ lúc mà phản biện chính nghĩa tự xưng cho tới tới bây giờ luôn á, là cũng tham gia khá là nhiều bài chia sẻ, cũng có thể gọi là hàng ngàn bài luôn á. Nhưng mà chưa có gọi là chửi, chửi mà đến nỗi cái mức mà độ mà người ta chửi mà mắc dạy thì chưa bao giờ Việt Lê chửi tới mức độ đó. Xin thưa là như vậy luôn. Đó, riêng riêng bản thân Việt Lê thôi nha. Và cái thứ hai nữa là cái hiện trạng á, cái hiện trạng bây giờ á, hồi đó thì ít ai nói cái câu mà gọi là fan thiền am đứng ra bảo vệ thiền am á, mà hồi đó ta nói là những người yêu thương thiền am lên tiếng nói bên vực thiền am. Và những người hồi đó là khoảng 6 năm về trước đi, 4 5 6 năm về trước đi, thì thường là khán giả lên tiếng để mà chia sẻ những cái gì đó về thiền am cho nó đúng đắn trước những cái thông tin cầm đèn chạy trước ô tô của những chính nghĩa tự xưng đó, thường tin với tinh thần thượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật và tôn trọng pháp luật. Và cái tinh thần đó Việt Lê giữ cho tới bây giờ. Làm bất kỳ một cái video nào đó, chúng ta phải suy nghĩ coi chúng ta nói như thế nào để không vi phạm pháp luật, mà chúng ta phải làm đúng pháp luật ở nơi đất nước sở tại chúng ta đang ở. Việt Lê đang ở Việt Nam thì Việt Lê làm đúng cái pháp luật Việt Nam là xong. Đó. Nhưng hiện tại bây giờ không. Có một số người lên chửi bất chấp. Họ nói là họ là fan thiền am. Họ nói họ yêu thương thiền am. Nhưng thực chất yêu thương ở chỗ nào Việt Lê không biết. Nhưng mà Việt Lê thấy là tấn công dồn dập đến những cái người mà đã từng đến với thiền am và giúp đỡ cho người thiền am. Ví dụ một những chị em nhìn nhận, đó là chị Mây Hà Quỳnh. Chị Mây Hà Quỳnh giúp người thiền am rất là nhiều. Em biết được cái điều đó và em chia sẻ. Không phải là khoe, mà thực tế những ai mà biết sự thật là sẽ rất là thương chị Mây. Và thậm chí luôn á, là bên nhóm thứ tư là những người người ta biết đến chị Mây á, và người ta biết những cái việc làm mà chị Mây giúp đỡ cho người thiền am á, thì người ta sẽ thương nhiều hơn là trách. Vì sao bây giờ chị Mây phải có những cái bức xúc ở trên mạng xã hội và có những cái mà comment mà có thể là chửi và cũng có thể là nó hơi nặng lời luôn á? Vì đơn giản là giọt nước tràn ly, bức xúc quá cả nhà, kiểu như một cái gì đó gọi là bức xúc mà gọi là hết sức mà chịu không nổi. Bởi vì có một sự phản bác lại, phản kháng lại trước những anh em YouTuber mà tự cho mình là có năng lực, ôi trời ơi, trên cái không gian mạng này chửi bất chấp luôn, chửi qua trời chửi, mà trong khi đó chẳng biết gì, chẳng biết trong trái ổi nó có cái gì, mà không biết cái ổi đó là loại ổi gì, ổi ruột đỏ hay là ổi trắng hay là ổi ổi nó có sâu hay là không sâu, không biết, chỉ biết ở binh vực bất chấp một những cá nhân nào đó, xong rồi lên tấn công ối giờ ôi luôn, không biết được là trong cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào luôn á. Ví dụ bây giờ nếu bản thân Việt Lê không biết thì mình có thể là bình luận một cách như thế này đi, bình luận một cách mà gọi là bình thường đi, đừng có dùng những cái câu từ tục tiểu tấn công bất cứ ai hết, nó dễ không. Nêu đích danh chỉ đích tên, chửi là chửi, chửi Mây Hà Quỳnh, chửi bảy chị em nhìn nhận, chửi năm câu thế này thế kia, nhưng mà thực chất họ có biết được những gì mà những cái con người đừng từng bị họ chửi và những cái con người đó từng rất là thương họ vì bảo vệ một cái cá nhân nào đó, nhưng không phải đó là người thiền am. Nó ngộ lắm cả nhà, nó nghịch lý. Cái hiện trạng bây giờ nó cực kỳ nghịch lý. Mà bây giờ kêu người thiền am lên tiếng, bây giờ người thiền am cũng chẳng biết lên tiếng cái gì. Ví dụ Mây Hà Quỳnh, ví dụ những chị em nhìn nhận, ví dụ trường hợp của Nam Gâu đó, ví dụ trường hợp của
có một trong những khán giả của Việt Lê ở đây luôn. Anh Phan Ngô đi, ví dụ cũng là anh Phan Ngô đây. Ủng hộ rất là lâu rồi. Đó. Nhưng không, người ta không công nhận cái điều đó, người ta chỉ công nhận một cái điều, đi giúp pháp lý cho người thiền am, vậy là tôi ủng hộ. Nhưng mà không biết là có thực tế là đi giúp có kết quả hay không, hay là thực tế là có giúp hay không, hoàn toàn không biết. Cứ thấy chia sẻ lên như vậy là cứ ủng hộ. Rồi xong rồi, ủng hộ thì mình không nói đi, tại vì đơn giản mỗi người có một cái mà yêu thương, mỗi người có một cái mà yêu quý khác nhau. Người ta muốn ủng hộ ai thì người ta ủng hộ, mình không có quan tâm. Nhưng đi ủng hộ cái người đó, quay ngược lại chửi cái người, mắng cái người mà giúp thiền am một cách thực tế, như vậy có sự công bằng cho những người người ta đến với thiền am hay không? Và xin hỏi rằng có ai dám đến với người thiền am trước cái hiện trạng bây giờ nữa hay không? Trước đó 3 năm, trước đó 4 năm, đến với người thiền am người ta rất là thoải mái, người ta bày tỏ hết cái cảm xúc của người ta. Người ta yêu thương thiền am như thế nào, người ta đến với thiền am người ta bày tỏ hết hết sức. Ta không có sợ, bất đắc dĩ là bị chính nghĩa tự xưng nó biêu ghiếu thôi, chứ người ta không có sợ bị người khán giả thiền am chửi. Nhưng không, bây giờ thì nó hiện trạng nó lại khác. Người ta muốn yêu thương thiền am, người ta muốn đến thiền am, người ta cũng phải e dè vì sợ fan thiền am chửi mới ác chứ. Hiện trạng thực tế là nó như vậy luôn đó. Còn bây giờ á, có một số nổi lên một cách mà gọi là cảm thấy nó khá là kỳ cục lắm, rất là kỳ. Các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị yêu thương thiền am sao, đó là quyền của các anh các chị. Các anh các chị yêu mến thiền am như thế nào, đó là quyền của các anh các chị. Giúp đỡ thiền am như thế nào, đó là cái cách giúp của các anh các chị. Mà người ta không làm đúng ý của các anh các chị thì các anh các chị lại quay lại chửi người ta là sao? Các anh các chị có idol, các anh các chị thần tượng người nào đó, đó là quyền của các anh các chị, đó là quyền của cô chú. Nhưng người ta, nhưng mà đối với người khác người ta không thích cái người đó. Đối với người ta không thích vị luật sư đó. Đối với người đó người ta không thích cái anh chàng đó. Đối với người đó, đối với người nào người ta không thích cái chị đó, cái cô đó, cái anh đó, hoặc là cái bạn đó, hoặc là cái ông thầy đó, người ta có quyền đó. Đụng chạm tới cái thần tượng của quý anh chị, quý cô chú, xong rồi quý cô chú anh chị chửi người ta bất chấp, dù người ta giúp thiền am rất là nhiều. Các anh chị đâu có phân biệt được cái vấn đề mà người ta có giúp hay không giúp, miễn làm sao đụng tới thần tượng của các anh chị là các anh chị chửi. Đó là cái nghịch lý mà nó khác cái hiện trạng của 3 năm về trước, 4 năm về trước, bây giờ nó khác nhiều lắm. Nếu mà nói đến người thiền am người ta quải cả chưởng, phải dùng một cái bài hát của một nghệ sĩ, một nghệ sĩ hài mà Việt Lê không tiện nêu tên, quải cả chưởng. Bây giờ người ta quải cả chưởng, người ta chỉ có biết có thể là yêu thương thiền am, chỉ biết cầu nguyện cho người thiền am thôi, chứ bây giờ mà nhảy vô giúp cho người thiền am xong rồi mất công bị lôi lên mạng xã hội này chửi tè lô luôn đó. Minh chứng một Mai Hào Huỳnh, minh chứng một Nam Gâu đó, giọt nước tràn ly chọc cái miệng của Nam Gâu thì thôi ối rồi ôi luôn. Nam Gâu đâu có hiền đâu quý vị, chọc ai thì được chứ chọc Nam Gâu là Nam Gâu đâu có hiền. Nam Gâu bụp lại chửi lại liền, mà khi mà Nam Gâu bụp lại chửi lại thì nói là Nam Gâu kể lể ăn, thì tiền của Nam Gâu có hay không, có. Đi chơi Nam Gâu có tốn tiền đãi hay không, có. Bản thân Việt Lê biết nè. Nhưng mà khi mà Nam Câu mà kể ra, hoặc là như bản thân Việt Lê kể ra cái điều đó đi, thì nói bằng đồng bọn con gian, cái gì con gian, con nhang đệ tử của Nam Câu, nó kể lể để nó lấy lòng thương của khán giả, chọc người ta để cho người ta chứng minh cái điều đó, chọc cho người ta giọt nước tràn ly, người ta phải nói cái sự bức xúc của người ta lên, thì ngược lại nói người ta là kể lể, nó ngộ đời cái điều đó. Nhưng mà nói thật, bước vô thiền am, người thiền am đâu có phiên chúng ta như vậy đâu, đâu có kêu chúng ta phải làm như vậy đâu, đâu có phải để mà kêu chúng ta mà phải lên chửi mà bất chấp mà vu khống người ta đến mức độ đó đâu. Người thiền am chỉ mong muốn họ có một cái cuộc sống bình yên thư giãn, và chờ đến ngày đoàn viên, chờ đến ngày mấy ông thầy á, mấy bà cô á, có cô Cúc với mấy ông thầy á, về
để đoàn viên mà thôi. Họ chỉ mong muốn như thế thôi, chứ không phải họ mong muốn mà chúng ta lên chửi người này chửi người kia một cách bất chấp. Và họ càng không muốn chúng ta chửi nhau, và họ càng không muốn là những YouTuber, những khán giả mà chửi những người đã từng đến giúp đỡ họ. Họ biết được cái điều đó, họ biết ơn và họ mang ơn. Các anh em YouTuber lại sai một cái điều đó, rồi có một số lên chửi một cách bất chấp, đúng không? Đó, nó ngộ đời so với hồi đó lắm. Nói ra thì nó có thể đụng chạm, nhưng mà không nói thì lại không được. Mà đụng nhiều thì đụng, chạm nhiều chạm, người ta chửi khán giả người ta nghe, chứ không phải Việt Lê nghe đâu. Việt Lê lên phục vụ cho khán giả của mình thôi. Đó. Và ai mà có cơ duyên với Việt Lê, có duyên với Việt Lê thì nghe được cái video này, hiểu được thì Việt Lê mừng, còn không hiểu được thì thôi. Giống như có một cái số mà có một số khán giả bình luận ngộ lắm. Mẹ không biết em xóa mất bà rồi. Em xóa cái bình luận đó rồi. Ôi bình luận nhiều cái nó vô tri ghê luôn á. Giống như cái câu chuyện của Việt Lê với Nguyễn Tiến Dũng. Là Việt Lê tổ chức từ thiện để mà đi phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Nó không có liên quan gì tới câu chuyện Thiền Am. Và Việt Lê có cho Tiến Dũng hay, Việt Lê có cho những cái người mà chị, những người anh ở ngoài hải ngoại, ở ngoài nước ngoài của Việt Lê quen biết, cho Việt Lê cho hay, để người ta có cái tấm lòng, người ta phát tâm ra, để người ta giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đó, đúng không? Rồi người ta yêu mến hay là quý mến gì đó, người ta phát tâm ra, người ta làm từ thiện đi, nói chung là như vậy đi. Đó, xong rồi cùng đồng hành với Việt Lê phát quà cho những cái hoàn cảnh đó. Nó không liên quan gì đó Thiền Am gì chứ á. Mình chia sẻ lên cho ở đây để cho fan được vui vẻ với nhau, và cũng như là có những cái gì đó đem lại cái lợi ích cho xã hội, một cái việc tốt như vậy. Bà má ơi, không biết làm sao, chắc có lẽ đụng chạm đến thần tượng của người ta, cái người ta vô người ta chửi, người ta gắn ghép vô chửi Việt Lê với Tiến Dũng, à thế này thế kia vân vân và vân vân. Nó cho Việt Lê quay xe, Tiến Dũng quay xe. Cái từ quay xe á, theo fan Thiền Am bây giờ trong cái mà thần tượng của bên anh em nhóm thứ tư á, lạm dụng nhiều dữ lắm luôn. Thiệt, lạm dụng cực kỳ lạm dụng. Ủa sao tức tối ngày quay xe là sao ta? 6 năm trời, hơn 6 năm trời, và bước qua năm thứ 7 rồi luôn rồi nè. Bước chân vào trên Thiền Am là cuối năm 2017 và đầu năm 2018, là bây giờ 2024, là 6 năm rồi đúng không? Mà trước đó Việt Lê biết đến Thiền Am nào cả, trước một năm nữa là năm 2016-17 là Việt Lê đã biết rồi. Đó, thì ở đây là cũng là bước sang năm thứ 7 biết đến Thiền Am, bước sang năm thứ 6 là mình tham gia trên Thiền Am này. Đuổi ngay cái tên Lan Băm lừa đảo này ra liền luôn. Tôi đang chia sẻ mà vô đây chọt tàu lao. Ủa admin giờ thì quên, giờ chỉ còn anh phô để em xóa luôn. Tôi xin đặt bạn là ở chế độ tạm ngừng 10 phút nha bạn. Lan Băm lừa gì đó, bạn vô đây bạn tàu lao. Tà Am là sao? Bạn đang nói đến Tà Am nào? Tôi đang nói đến Thiền Am, bạn vô đây bạn nói đến Tà Am, bạn lạc chủ đề. Không, em chỉ ẩn tin nhắn, xóa tin nhắn thôi, chứ em không có ẩn đuổi người này ra. Bạn nói Tà Am, tôi đang nói đến một cái người Thiền Am. Bạn vô đây bạn nói Tà Am lạc chủ đề, bạn thấy vô duyên vô cùng không? Đó. Bạn đề cập đến Thiền Am, ok, ở đây giao lưu với tôi. Còn bây giờ bạn đề cập đến Tà Am á, là một cái chủ đề khác, tôi đâu có nói đến Tà Am, đúng không? Dạ chào chú Bình Trần, đúng không cả nhà? Em đang nói đến Thiền Am, tự nhiên bạn ấy vào đây bạn ấy nói là Tà Am, mà biết là mình đâu biết Tà Am là ai đâu, và cũng như là đâu biết Tà Am là cái nơi nào. Lâu lắm rồi mới gặp những cái thể loại như thế này á ta. Cũng được, cũng vui. Thiền Am là cái gì, đúng rồi, đang nói là Thiền Am mà tự nhiên cái bà cái bạn gì Lan Băm lừa đảo gì nè, đặt cái tên là Lan Băm lừa đảo, đặt cái tên là biết rồi, bạn thấy tàu lao bạn rồi đó. Tự nhiên để Lan Băm lừa đảo cái tên tàu lao thì chứ, cái tên rất là vô chi, tự nhiên tự nhận mình là lừa đảo luôn hả? Rồi vô đây nói cái gì Tà Am thế này thế kia mà mình chẳng biết cái Tà Am đó là cái gì.
Quay lại vấn đề nha cả nhà. Chúng ta quay lại vấn đề. Cái vấn đề ở đây nữa, cái hiện trạng bây giờ, hôm nay chúng ta nói cái hiện trạng đi. Hiện trạng á, nó có rất là nhiều cái hiện trạng xảy ra. Hiện trạng đầu tiên á là hiện trạng chửi. Chào chị Phúc Thiên Thanh, vô trễ nha, nãy giờ nói chuyện gần 30 phút bà mới vô. Hiện trạng thứ nhất là hiện trạng chửi. Hiện trạng thứ hai á, mang tiếng bảo vệ thiền am nhưng mà thật ra là bảo vệ cá nhân thôi. Thì thôi đừng nói bảo vệ thiền am, chúng ta nói bảo vệ thẳng người nào đi cho nó dễ. Chứ hở cái là nói bảo vệ thiền am, nói là hở cái là binh vực thiền am, mà nhưng mà ngược lại toàn là bảo vệ cá nhân là nhiều. Đó. Hiện trạng giúp đỡ. Hiện trạng giúp đỡ là sao? Ở giúp bằng cái sự thật. Đó. Giúp bằng thực tế. Và có giúp, giúp như thế nào chúng ta nói như thế đó. Giúp 1 chúng ta nói 1, giúp 10 chúng ta nói 9 10 cũng được. À, giúp 10 mà chúng ta thích nói 9 cũng được, không sao. À, giúp 1 nói 1, giúp 10 nói 10. Còn cái này không giúp mà đi nói giúp thì cái đó là xạo. À, chán lắm rồi em ơi, đúng rồi. Hiện trạng nó chán lắm rồi, thật sự nó chán cực kỳ, nó không còn như là lúc trước nữa. Như vậy mà bây giờ nó thật luôn câu nè, bảo vệ thì Nga, bây giờ em hỏi thật thì Nga bây giờ có cần cái gì mà để bảo vệ hay không? Họ đâu có gì đâu nữa xảy ra nữa đâu mà bảo vệ đó. Bây giờ thì ví dụ còn hồi đó là kiểu như là điều tra 3 tội, xét xử 1 tội rồi, đó là 331 đúng chưa? Chứ bây giờ còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lượng lon, mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lượng lon bây giờ kéo dài nó hết rồi, chưa có thấy kết quả gì hết, và cũng như chưa có một phiên tòa nào xét xử, và cũng chưa khởi tố bị can, chưa khởi tố bị cáo nào cả, đúng chưa? Mà cứ gài vô mấy cái vấn đề đó đi giải quyết về pháp lý, bảo vệ về pháp lý, mà bảo vệ là bảo vệ cái gì? Ví dụ bây giờ nếu chúng ta mà đại diện pháp lý cho người thiền am thì ít gì chúng ta cũng phải có một cái bản hợp đồng. Trời ơi, Phan Thiền Am bình tĩnh lại một cái rồi sáng suốt cân nhắc lại một cái hiện trạng đi trời. Ở thà là thực tế như vậy cho nó dễ. Còn bây giờ giống như cái vấn đề mà đòi lại sự công bằng cho cô Bùi Ngọc Trâm. Vậy thì cái công bằng có chưa? Mà thấy trước mắt là ông luật sư Trần Quốc Vũ sắp là hồi phục lại cái bằng luật sư rồi đó. Tại vì ông bị... Ông luật sư Trần Quốc Vũ, ông bị cái vấn đề đó là... chào em nghe Thí Diễm. Em cũng biết kênh này nữa hả? Mới mốt nhớ ủng hộ mấy cái kênh khác của anh nha Thí Diễm. Cảm ơn em. Kênh này của anh là kênh nói về Gamma. Nói chung là em cũng không có, em nghe em cũng không có hiểu đâu. Mà giúp là giúp, giúp cái gì không hiểu. Hả, cái là cứ đòi giúp pháp lý cho người thiền am, đòi giúp thế này thế kia, vân vân vân, nhớ tâm lắm hết. Nhưng mà ngược lại con cái bây giờ là thấy có gì đâu. Bởi vì có nhiều khán giả người ta đặt ra thắc mắc. Người ta đặt ra cái thắc mắc. Xong rồi ngược lại bây giờ chửi người ta. Đó, kiểu vậy. Luôn luôn bị như thế. Và luôn luôn một cái tình trạng như vậy. Và hiện trạng nó như vậy đó. Suốt năm 2023 rồi xong rồi cãi nhau ầm 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 đó. Đã kêu rồi làm YouTube mà bên câu chuyện của người thiền am á, thì làm ơn làm phước chỉ có một cái thôi, làm đúng thôi, giúp thực tế, thương thực tế, yêu thương thực tế là xong. Cái thứ ba nữa, cái cuối cùng nữa là phải thượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật và tôn trọng pháp luật, làm đúng những cái điều đó đi, 5 cái điều đó thôi là bình an thôi, là xong. Đừng có mà kiểu như mơ mộng hão huyền, mà cái kiểu như là u là trời, trên thiền am giàu lắm, trên thiền am nhiều tiền lắm, nhảy vô làm, nhảy vô đi mà giúp thực tế đi rồi mới hiểu được cái vấn đề đó. Chứ nếu mà làm ba lông ba khơi thì tiền nhiều thiệt đó, nhưng mà quải lắm, ông giáo mời giờ nào không hay, nói trước luôn.
giống như trường hợp bà Nhật Hoàng nè. Cái hiện trạng nó khác xa chưa chị? Ở đó thì người ta ưu tình thương mến thương, người ta nói thương mình dữ lắm, người ta nói ờ chị quý em lắm, anh quý em lắm, tôi quý cô lắm, vân vân và vân vân. Bây giờ người ta chửi bà lên rồi xuống ruộng luôn. À, ông Pha Ngô nữa nè, ông Pha Ngô đẹp trai cũng vậy nữa nè. Hồi đó là ổng đi chạy vòng vòng kênh ha, ai ổng cũng super chat, ai ổng cũng tặng quà hết trơn luôn nha. Ổng thương các anh em YouTube làm gì người thiền am lắm. Mà bây giờ thử đi ổng vô kênh đi, người ta chửi ổng banh xác luôn. Chỉ còn những cái kênh mà gọi là như Việt Lê, Nam Gâu, Mộng Nguyễn đó, rồi anh em những anh em khác thôi. Còn những cái người mà nói chung không muốn nói tên luôn, nói tên thì sợ quý vị mắc vui. Thử vô trọng đi chửi banh xác luôn. Đó giống như bà Nhật Hoàng mà nói đó, chị hết cảm xúc với câu chuyện người thiền am rồi đó. Đó cái đó là giúp hay hại thiền am. Họ nhảy, họ quậy lên, họ làm lên, họ nói cho cố vô, họ nói giúp đỡ thiền am, nhưng mà họ vô tình họ làm cho những cái người yêu mến thiền am bây giờ không còn cảm xúc với người thiền am luôn. Mà không riêng gì bà Nhật Hoàng không, mà họ như hàng ngàn con người luôn. Rồi giá như nếu mà như Việt Lê không nói nữa thì Việt Lê có giống như bà Nhật Hoàng, bà có nghe người thiền am nữa không? Không có những kênh YouTube như của Việt Lê, của Nam Gâu đi, thì bây giờ bà Nhật Hoàng bà còn nghe câu chuyện người thiền am nữa hay không, hay là bà đi luôn rồi? Thì coi như là thiền am mất đi một cái người yêu thương thiền am hay không? Rồi giống như bà Mây Hào Quỳnh đi, bà giúp đỡ người thiền am đến nỗi mà bây giờ bà nhận trái đắng giết luôn á, gọi là nhận trái đắng không phải từ người thiền am mà từ cái người tự xưng là yêu mến thiền am giúp đỡ thiền am mới ép chứ. Phải chi hà là mình giúp thiền am, mình nhận trái đắng từ thiền am mình không tức, không có gì hết. Nhưng mà ngược lại mình giúp đỡ người thiền am mà mình không phải là nhận trái đắng từ người thiền am, mà mình nhận cái trái đắng từ một người trung gian, hơi đau chứ. Mới đau. Họ cố tình chứ không phải vô tình. Đúng rồi chị Quỳnh Thị. Vậy mới đau chứ. Mà phải chi cái người cái sự trung gian đó mà kiểu như á hết sức yêu thương người thiền am á thì mình không nói đi. Nếu mà yêu thương người thiền am thì sẽ không bao giờ để cho những người giúp đỡ thiền am nhận trái đắng. Đó thấy chưa? Nó bây giờ giống như bà Nhật Hoàng, giống như anh Phan Ngô, giống như là những người có một số khán giả chỉ vào ủng hộ Việt Lê chứ không phải là vô tập trung nghe câu chuyện người thiền am. Tại vì họ nản rồi, họ quá mệt mỏi rồi. Ủa giúp người thiền am mà tôi bị chữ, giúp người thiền am mà tôi bị tấn công, giúp người thiện am mà tôi bị một cách mà gọi là vô tội giả. Ồ các anh em YouTube đấu nhau đó là chuyện của các anh em YouTube chứ không phải là chuyện của tôi đâu. Tôi nêu lên ý kiến, khán giả nêu lên ý kiến thôi mà tôi bị chửi. Đó, dạ, em chào chị Hứa Tôn. Chứ không muốn xem kênh nào đâu, chán rồi, đúng rồi. Chỉ giờ đó giống như chị Nhật Quang, chỉ giờ nào ủng hộ mà thôi. Chịu thiệt là phước nên kệ đi ra cả nhà. Thật ra đúng là chịu thiệt là phước, nhưng mà nhiều cái nó cũng vừa phải thôi. Chị Phước này Thiên Phan, em nói thiệt chứ không phải là lúc nào cũng vậy hết. Thà là giống như bản thân Việt Lê làm vừa YouTube đi. Chào chị Hứa Tôn nha, chào chị Lê Ti. Việt Lê làm về trên thì Nga, Việt Lê làm về YouTube, Việt Lê có thu nhập trên kênh là thu nhập phụ thôi. Thì mình bị chửi, mình bị nói không sao. Nhưng ngược lại những cái người mà tốn tiền, tốn công sức, tốn sức khỏe, ngược lại bị chửi, người ta bức xúc lắm. Thật sự giống như Mai Hồng Quỳnh nè, Nhật Hoàng nè, nói tóm lại là chị em nhìn nhận đi, rồi nói về Nam Gâu đi. Nam Gâu đựng đủ thừa vô trên thiền am để bán hàng. Xin thưa rằng hồi lúc trước mà trước khi mà tham gia trên thiền am này, Việt Lê tìm hiểu được là Nam Gâu bán hàng cực khủng. Trước khi mà tham gia trên thiền am này, trước khi tham gia trên thiền am này là Nam Gâu bán hàng cực khủng. Mà Nam Gâu nếu mà bám theo cái câu chuyện của drama khác đó, thì vẫn có lượng fan rất là đông, chứ đâu phải nhất thiết phải bước vào trên thiền am này.
Đó, gút rồi bị chửi mà nói ra nói là bên năm gâu. Mình xin thưa rằng là tôi nói thật với quý vị luôn là tôi không có nhận tiền gì năm gâu hết á. Hết làm việc quản lý kênh cho năm gâu rồi, bởi vì tôi không có nhận tiền của năm gâu, nhưng mà thực tế thời hiện trạng nó như vậy thì tôi nói như vậy thôi. Rồi giống như bà Mây Hào Quỳnh, bà vô bà có kiếm được cái thu nhập gì trên kênh của Thiền Am đâu. Ở đâu có kiếm thu nhập gì của câu chuyện người Thiền Am đâu. Bà giúp bà vừa tốn tiền, bà vừa tốn sức khỏe, bà vừa tốn công sức, bà tốn cái này tốn cái nọ, tốn tinh thần luôn. Nhưng thực chất bây giờ cuối cùng hiện trạng là bà bị chửi. Rồi bây giờ tôi nói thật luôn nè, trong những khán giả của tôi ở đây nữa nè, có chị Hứa Tôn nè, anh Pha Ngô nè, từng đi super chat cho tất cả những anh em YouTube nào mà làm về trên Thiền Am, đi ủng hộ tất cả các anh em. Nhưng ngược lại bây giờ thử bước chân vô cái kênh của họ đi, họ chửi banh xác. Rồi tại vì ở đây là khán giả của Hằng Việt Lê nè, đây là khán giả của Nam Râu nè, đây là khán giả của Mộng Nguyễn nè, đây là khán giả của Tiến Dũng nè. Nếu mà mình comment một cách mà lịch sự thôi, chứ không cần mà gọi là comment chửi nữa, mình comment lịch sự, Việt Lê nó đúng mà, Tiến Dũng nói đúng mà, Nam Câu nói đúng mà, Mộng Nguyễn nói đúng mà, chỉ comment cái câu đó thôi là trời ơi má ơi, nguyên cái ruột lại bị chửi banh xác luôn. Như vậy em cười sảng khoái hả Việt Lê? Là sao chị, chuyện gì chị hỏi em cười sảng khoái là sao chị, em chưa hiểu. Em thấy nó nghịch lý là, mà trong khi đó những cái con người này nha, Hứa Tôn nè, Hoa Ngô nè, chị Nhật Hoàng nè, rồi Mây Hồng Quỳnh nè, rồi ôi đốc là từng kể không hết luôn á, kiểu vậy. Băng Tâm Nguyễn nè, Quang 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 nè, Quỳnh Thị nè, Phúc Thiên Phan nè, từng đi ủng hộ cho họ đó. Yêu cầu bây giờ chỉ cần comment lên một cái câu thôi, Việt Lê nó nói đúng mà, thôi đừng có nói nó Việt Lê nữa, Nam Câu nói đúng mà, thôi đừng nói Nam Câu nữa, Tiến Dũng nói đúng mà, Tiến Dũng cũng yêu thương Thiền Am mà, thôi đừng nói nữa. Chỉ cần comment nhẹ một cái câu đó thôi là bị chửi banh xác luôn. Kiểu vậy. Đúng rồi, tôi vào kênh Nam Câu từ lúc 2021 kia, từ cái thời kỳ dịch bệnh đó. Đúng rồi chị Quỳnh Thị. Chỉ cần comment đúng cái câu đó không, chưa đừng nói cái câu chửi, chỉ comment cái câu kêu tên như là Việt Lê, Nam Câu, Mộng Nguyễn ra thôi, trời ơi má ơi là bị chửi đó. Và trong khi đó là trước đó nha, xảy ra cái chuyện mà nói xấu nhau á, bạn bè mà chị em nói xấu nhau á, là trước đó là Việt Lê nói rồi, Việt Lê không có tham gia cái này nha, Việt Lê không có dính vào thị phi nha. Đó rồi Việt Lê chỉ nêu những cái gì Việt Lê biết thôi, không chịu ha, bà mẹ đây lôi tên của Việt Lê lên chửi quá trời quá đất luôn. Việt Lê bay xe thế này nọ, ôi tấn công Việt Lê vô tội dạ luôn ha. Mình phải bức xúc chứ, tự nhiên mình nay mình đâu có đề cập đến người ta đâu, tự nhiên người ta đề cập đến mình, rồi tự nhiên người khán dẫn dắt khán giả chửi mình, bà mẹ tức ghét tham gia luôn. Tết vừa rồi chị gửi cho Thiền Am là đợt quà cuối cùng đó em, trời thiệt buồn thiệt. Chị gửi quà em rất là vui, gửi quà tặng cho người Thiền Am, em đọc câu đầu em rất là vui, nhưng mà cái câu cuối cùng cái em thấy em buồn ngang thiệt. Có gì đâu mà phải buồn, phải như thế phải không chị? Nếu mà làm như vậy thì người chịu thiệt nhất là người Thiền Am rồi. Mà cũng không trách được chị, tại vì chị đã hết cảm xúc rồi. Mà cũng tại ai? Không phải tại người Thiền Am, cũng không phải tại các bé, cũng không phải tại những anh em YouTube. Vậy tại ai? Tại những người ngáo, tự cho mình là cái kênh kiểu như là kênh ông Hoàng, tự cho mình là cái kênh mà gọi là không cần khán giả, tự cho mình cái kênh mình là không cần ai phải đồng hành giúp đỡ người Thiền Am. Tại những cái kênh đó. Tại vì sao Việt Lê không nói là họ là những người YouTuber? Tại vì họ chửi là chửi thôi, chứ họ có sáng tạo nội dung đâu mà gọi là họ là người YouTuber. Bởi vì không phải tại là YouTuber, trừ khi những người sáng tạo nội dung mới gọi là YouTuber. Họ chỉ có tham gia trên Thiền Am và họ chửi thôi. Còn riêng bản thân Việt Lê là YouTuber, Việt Lê vỗ ngực xưng tên nói là YouTuber thiệt nha, tại vì Việt Lê vẫn làm cái chủ đề khác. Đó, giống như hồi nãy khán giả của Việt Lê vào đây ủng hộ cho Việt Lê đó, cái đứa em đó nó vào đây nó ủng hộ, nhưng mà nó không có biết cái trend này đâu, nó ở bên cái khác, ở bên cái trend kia. Nhưng không thể nào tiếp tục được. Dạ em hiểu được cái cảm xúc của chị. Có lần mình vô kênh TT,
đang nói chuyện, Sơn đang nói chuyện, mình nói một câu bị đá ra. Luật sư đang LS đang nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết. Comment có câu đó bị đá ra. Vua và hoàng hậu Việt Lê ơi. Ừ, giống như bây giờ họ là giống là vua là hoàng hậu gì đó, họ muốn cái gì là phải nghe theo cái thế đó. Đâu có được. Đó là gọi là ngáo. Phải lại cam trước đi cả nhà. Đó. Em buồn ngủ quá để em làm một cái ung mũi cái này. Bây giờ ngồi nói chuyện nè. Đó cái hiện trạng, bây giờ em tổng kết cái vấn đề cái rồi mình anh em mình nói chuyện nè. Cái hiện trạng. Cái hiện trạng nó như vậy đó, cái hiện trạng nó phủ phàng vậy đó. Rồi bây giờ hỏi nè, người thiệt thòi nhất là có phải là người Thiền Am không? Nếu mà nói ra thì nói là không cần họ giúp, vẫn còn có người khác giúp. Trời ơi trời, nói câu đó có phủ phàng với những người đã từng giúp Thiền Am không? Hỏi những ông hoàng, những bà vua, những ông vua mà tự xưng mình là YouTuber. Ai làm người Thiên Am chịu không à? Đó thì hiện trạng thực tế mà trong cái nội dung ngày hôm nay em xin tổng kết lại, đó là Thiền to thì sống lớn. Thiền Am đã bước ra cái mạng xã hội này, họ có kênh YouTube 2 triệu lượt subscriber, họ có hàng triệu lượt view, thì họ phải gặp cái sóng lớn. Mà sóng lớn thiền to mà chịu không nổi thì thiền nó bị sập. Là thực tế là họ đang gặp khó khăn như vậy đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ gần cập bờ được rồi. Sau khi các thầy mà đi thi hành án, chấp hành án về xong rồi thì có ngày đoàn viên lại. Rồi cái bước tiếp theo, cái con đường tiếp theo thì do người Thiền Am chọn thôi. Làm gì cũng phải thượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật và tôn trọng pháp luật. Fan cũng cân nhắc và cũng như là đừng có... thở dài than ngắn nữa, hãy chấp nhận thực tế thôi, kiểu vậy. Còn á, hiện trạng thực tế của năm mới á, fan cần cân nhắc lại á, là Việt Lê đã nói hết ra những cái điều đó. Càng làm cho cố vô, càng tỏ ra vua chúa vô, càng tỏ ra mình là ông hoàng thế này thế kia, để mà giống như cái kiểu mà thâu tóm, muốn thâu tóm khán giả của Thiền Am á, thì người Thiền Am là cái người chịu thiệt nhất chứ không ai chịu thiệt hết á. Bản thân Việt Lê năm mới bây giờ cũng ít tập trung vào cái trend Thiền Am. Tại vì trend Thiền Am bây giờ nó thật sự họ không còn cái gì để nói nữa. Bây giờ thực trạng bây giờ là chỉ có YouTuber nói qua nói lại, và có những ông hoàng, bà vua chửi qua chửi lại mà thôi. Thực tế người Thiền Am chẳng có cái vướng mắc hay là cái gì cả. Họ đang sống bình yên. Đó, họ giờ chờ các thầy về mà thôi. Bởi vì mình thì tập trung mình làm sáng tạo nội dung, mình làm YouTube, mình làm những cái làm... trên không gian mạng này mình làm nội dung khác nữa. Đó bây giờ Việt Lê, lý do tại sao Việt Lê ít lên lại là như vậy. Chứ không phải là Việt Lê bỏ Thiền Am. Trời, tôi ở đây tôi làm với người Thiền Am trong suốt 6 năm, 7 năm, 6 năm trời rồi. Không lẽ giờ tôi bỏ họ. Tôi vẫn đồng hành cùng với họ, tôi vẫn qua thăm họ mà. Nhưng mà vì công việc khác nó quá là nhiều thời gian đi, nó không tập trung vô hết việc được. Khi nào rảnh thì tôi qua thăm họ. Trời, vậy mà cũng đi đồn thằng Việt Lê này bỏ Thiền Am, nó quay xe rồi. Tôi thua, thật sự tôi thua với những con người này. Ừ, hai đứa ai bắt đi. Dạ chào chị Võ Liên Hữu nha. Nói ra thì nó đụng chạm. Bị chữ mỗi ngày mệt lắm thiệt luôn á. Bởi vì em không có nghe luôn á chị Nhật Hoàng. Em bây giờ em mỗi tối nè, em lên em tâm sự, em chia sẻ với mọi cả nhà về cái cuộc sống, về những cái thế thái nhân tình đó, về cái câu chuyện người Thiền Am, chia sẻ cho cả nhà để chúng ta có những cái nơi giao lưu đó, giao lưu với nhau, tâm sự với nhau, bày tỏ cảm xúc với nhau thôi. Người trồng hoa hôm bữa không vô rồi Việt Lê ơi. Ủa sao vậy, sao không vô rồi, dễ bận hay sao mà không vô? Việt Lê dễ thương tâm thiện, tôi chịu cách suy nghĩ của Việt Lê. Trời ơi, thương bạn Quốc Thiên Thành ghê luôn á. Chị đã hiểu em rồi đó. Dạ chào chú Trần Quang nha. Chuyện gì nữa dạ Việt Lê? Dạ con tổng kết lại thôi á chú. Con tổng kết cái chuyện của người Thiền Am lại á chú. Cái hiện trạng á, hiện trạng bây giờ á, cái hiện trạng bây giờ là nói chung là ai ngốc bắt Thiền Am lỗ vỏ.
Bây giờ nếu mà nói thật luôn, những cái người mà yêu thương thiền am người ta còn yêu thương đi nữa thì người ta cũng giảm cảm xúc rồi, người ta bị tụt cảm xúc á, tụt mót á. Rồi bây giờ những cái người mới người ta muốn đến thiền am người ta cũng phải suy nghĩ lại. Không biết bây giờ đến giúp thiền am xong rồi tôi không biết chừng nào tôi bị lên thớt, tôi bị chửi giờ nào không hay. Ở bằng anh chứ chứ. Dạ chào anh Trần Quang. Xin lỗi anh Trần Quang nha, tại vì tên Trần Quang giống như một tên khán giả, một người chú của Việt Lê. Chắc là sợ anh đập bỏ chậu à. Anh biết là giờ này ở Việt Nam là mấy giờ không? 11 giờ khuya đó. Chắc bả đi ngủ rồi. Chắc bả đi ngủ rồi đó. Bả đi ngủ rồi. Trời ơi, hello chị đẹp Băng Tâm Nguyễn. Chị đẹp Băng Tâm Nguyễn của em đã vào. Bé gái Maria, đẹp gái nãy giờ vào, anh chưa chào em nha. Anh chào em nè. Hương Thanh, Việt Lê, Quang BH hiền lành, tâm thiện, phân tích nhẹ nhàng, không mỉa mai, nặng lời với ai. Dạ cảm ơn Hương Thanh rất là nhiều. Đó, bây giờ em nói thật luôn, bây giờ người thiền am nè. Người ta muốn đến giúp cho người thiền am người ta cũng sợ nữa, em nói thật luôn á. Người ta sợ không biết chừng nào người ta bị lên thớt, người ta sợ không biết chừng nào là người ta sẽ là bị chửi. Bản thân Việt Lê ở đây làm 6 năm mà mình chưa bao giờ mình có một cái suy nghĩ mà gọi là nghĩ xấu người thiền am. Mình chưa bao giờ suy nghĩ là sẽ rời xa họ, mình sẽ đồng hành là một người bạn của họ. Mà ngược lại tụi nó cũng nói chửi hả, tụi nó cũng ghép mình vô cái vấn đề là lừa đảo chiếm đoạt tiền chuộc lợi của người thiền am. Tôi không biết tôi chuộc lại cái gì luôn thiệt. Làm YouTube á, kiếm thu nhập á, thì nó nói mình là dựa vào thiền am để kiếm tiền. Tôi làm bên cái trang khác á, em làm bên cái trang khác á cả nhà, thu nhập của em còn, em còn phải trả lương cho những cái mà người quay phim chụp hình nữa đó. Mình thu nhập mà mình trả lương cho người ta nữa đó. Mà làm bên trên thiền am này á, thu nhập bao nhiêu, nói được video nào là bị dàn tiền video đó. Mà bây giờ cái lượt view của trên thiền am thì nó tẻn tèn ten gì nè, có 1.000 2.000 gì nè. Lượt thu nhập trên kênh là nhờ vào cái lượt super chat tặng quà của quý vị. Mà bây giờ á, lượt view xuống ở đó, lượt view cao thì nó là câu like câu view, mà nó đâu biết đâu là cái bị dàn tiền là cái gì đó. Rồi bây giờ nếu mà được super chat thì nó là ma mị dẫn dắt để lừa gạt super chat. Cỡ nào nó nói cũng được hết trơn á. Cỡ nào nó cũng được chứ á. Bây giờ nói như nó đã rồi thôi. Những món quà, những cái super chat của quý vị là Việt Lê xem như là đó là cái lộc. Đó là cái sự yêu quý của quý vị gửi tặng cho Việt Lê. Bởi vì Việt Lê trân trọng, nó chửi như kệ bà tụi nó chả quan tâm. Em nói thật luôn. Trời ơi, nó chửi nghèo kiệt. À, cái gì? À, trời ơi, nó chửi chị nghèo kiệt xác bài bài đặt giúp đỡ thì nghe. Có cái vấn đề này nữa. Chị nhắc em mới nhớ, nhiều quá không nhớ nổi chị Nhật Anh Trần ơi, nhiều quá. Nó nói cái vấn đề này nữa nè. Nhận tiền trợ cấp của ở bên Mỹ, làm thì không có tiền mà đi giúp đỡ cho người thiền am, bài đặt giúp này giúp nọ, giúp được nhiêu rồi lên kể. Trời ơi, nghĩ sao nói được câu đó mấy ba mấy má. Má ơi, thiệt tình chứ. Rớt mạng, rớt mạng. Rớt mạng. Rớt mạng, rớt mạng, thông cảm. Rớt mạng. Anh là người nãy giờ tôi like rồi, chứ tôi like bằng 4G má ơi, ở nhà wifi mà không chơi, không gắn wifi. Không xài mạng wifi mà đi xài 4G nữa hết mẹ dung lượng. Nghèo mà nghèo mà chịu giúp hơn người giàu chưa hẳn đã, đừng cười chê. Mà họ cười chê gì ta kiểu vậy, họ đánh cháo khái niệm dữ lắm. Tôi cảm thấy có những cái mà nó nghịch lý. Người ta giúp người ta giúp người ta bày tỏ cảm xúc, mỗi người có một cái cảm xúc khác nhau, mỗi người có một cách giúp khác nhau, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Không, tụi nó bắt buộc phải thể hiện giống tụi nó,
tụi nó bắt buộc phải làm giống y chang tụi nó mới chịu. Còn nếu mà không là tụi nó chửi. Bây giờ mình không thích chơi với tụi nó là coi như là tụi nó nói là mình quay xe, tụi nó chửi, là tụi nó nói là mình hại thiền am, mà tôi không biết hại cái gì nữa. Mà ở dưới các cô, các chú, các anh, các chị mà theo trên thiền am này lâu đời rồi mà đi nghe theo được những lời đó thì hiện trạng bây giờ Việt Lê đã nhắc cho quý vị nhớ rồi đó, thì làm ơn làm phước coi lại cái hiện trạng đi, rồi cân nhắc lại nếu mình thật sự mình yêu thương thiền am ha. Còn nếu mà nói về kinh nghiệm yêu thương thiền am mà trong cái suốt cái chặng mạc mà trong cái chen thiền am này thì xin thưa rằng là kinh nghiệm ở đây Việt Lê đầy nè, kinh nghiệm Việt Lê ở đây đầy nè, 6 năm trời rồi, xin thưa rằng là 6 năm rồi, kinh nghiệm đầy, thể loại nào cũng gặp hết rồi, hạng người nào cũng gặp hết rồi. Bởi vì thấy mà có cái màu không ổn là Việt Lê nghỉ chơi liền. Vậy thôi. Người ta nói là kinh nghiệm đầy, giống như một thám tử cao đó, thấy là thám tử cao quay xe Việt Lê nghỉ chơi liền. Rồi trước đó là bộ tứ thiện tâm, trời ơi thể loại nào cũng gặp hết rồi, xin thưa rằng là như vậy. Bây giờ yêu cầu thấy là có cái màu thôi là Việt Lê biết rồi, thấy mà có nhôm nhén lên thôi là Việt Lê thấy không ổn rồi, là Việt Lê nghỉ chơi đó. Cỡ nào mà đã nói là gặp hết trơn rồi, thánh thần ơi, thấy Việt Lê khờ khờ vậy đó, chia sẻ bình bình vậy đó, chứ đặt ra là nhìn thấy hết chứ không thấy đâu quý vị. Mà để coi coi họ như thế nào, nói gì nói chứ mình thì mình chỉ là suy đoán thôi, mình đâu có bằng chứng đâu, bởi vì thôi mình cũng im lặng mình coi như thế nào nó ra làm sao. Nhưng mà giờ càng ngày càng lộ thì chịu thôi chứ sao. Đó. Thôi chị Nhật Anh Trần cũng đừng có buồn, tụi nó nói gì tụi nó nói kệ bà tụi nó, thiệt em thù nhất cái thể loại mà người ta yêu quý, người ta yêu thương thật sự, người ta có cách thể hiện khác mình, cái tự nhiên cho rằng là người ta không yêu thương, người ta không giúp đỡ, người ta không quý mến mình, cái đó em ghét cực kỳ luôn á, thiệt. Nhưng mà hiện trạng người thiền am bị đang bị dính luôn á, là có những người mà họ tự cho là ông vua bà hoàng, họ lên họ chửi bất chấp. Những người đó không phải là YouTuber nha, có kênh YouTube chứ không phải là YouTuber. Bây giờ hỏi họ đơn giản một câu thôi, họ nói là họ là YouTuber, mà hỏi về cái lực YouTube họ biết không? Nếu họ biết họ không chửi. Mà giờ nếu mà hỏi nói họ tôi làm vì đam mê, tôi làm vì bảo vệ thiền am, vậy là tạo kênh bật kiếm tiền chi? Thì tạo kênh thôi, chửi thôi được rồi, đừng bật kiếm tiền. Mà đã bật kiếm tiền là coi như là xác định mình làm YouTube là nghề YouTuber rồi, mà ngược lại là cái tư cách không phải là YouTuber, bởi vì nó dở dở ương ương. Nó kiểu vậy. Nó dở dở ương ương vậy đó, cá không ra cá, ngô ra ngô, phai không ra phai. Chị Phật Hằng nghe nói pháp lúc này buồn, thì chị sẽ thấy đời còn nhiều, sợ mình không sức khỏe để làm thôi chị, đúng rồi còn nhiều mà, nghe kinh nhiều vô nha. Nghe những sư thầy giảng 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 đạo như giảng những cái triết lý đó, hay lắm đó. Em thì nghe sư Pháp Hòa, em nghe sư Pháp Hòa nhiều. Không biết mấy anh chị mấy chị nghe sao chứ em nghe sư Pháp Hòa nhiều lắm. Sư Pháp Hòa nghe kiểu như là nghe hoài không biết chán luôn, kiểu vậy. Ủa bà chị của em bữa hổm em hẹn đi ở Vĩnh Long chơi mà cũng chưa có đi gặp được nữa nè. Còn ai về Đồng Tháp thì quê em nha cả nhà. Trời ơi tôi đi làm hai việc 17 HGS một ngày, là 17 giờ một ngày hả chị? Mà các anh các chị, em mới vừa liên hệ được một cái phòng 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 gọi là phòng thuốc đông y á, ai mà bị dạ dày bao tử tá tràng đồ này nọ các thứ á, trào ngược dạ dày á, cứ liên hệ với em chỉ cho mua thuốc nam thuốc thuốc bắc uống, đảm bảo hỗ trợ hết đau đau bao tử luôn, hết đau dạ dày chứ.
tràn ngược dạ dày, uống một bịch một là xong hết tràn ngược luôn. Uống rất là khỏe luôn, em nói thật. Em mới mua hai bịch cho gia đình uống này. Trào ngược dạ dày, tá tràng, gọi là dạ dày á, nói chung là liên quan tới dạ dày, bao tử rồi này nọ. Ai mà có bị thì cứ liên hệ với Việt Lê, Việt Lê chỉ cho mua. Cần thì mua giùm luôn cho. Nó đảm bảo uống vô là trong vòng tuần đến 2 tuần là hết ngay. Dễ uống lắm cả nhà. Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Đông y không à. Hỗ trợ cho dạ dày gì mình rất là tốt. Cứ liên hệ đi. Số điện thoại Việt Lê nhắn lên. Việt Lê nhắn lên cho. Để số điện thoại là 0327 nè. 307 925. Đây, số điện thoại Việt Lê. Giờ không bán hàng nữa, làm biến bán hàng rồi. Cần mua giùm luôn cho Việt Lê, mua cho quý vị luôn. Đó, Việt Lê ghim lên cho quý vị nè. Zalo, Viber nè. Cần thì Việt Lê mua giùm cho nha. Dạ dày. Đó, cái này gửi đi nước ngoài được luôn nha cả nhà. Dạ dày uống rất là tốt. Ở nhà Việt Lê mua cho, ở nhà uống đang uống nè. Còn ai ở Việt Nam ủng hộ mua với nước hoa cho Việt Lê nha. Việt Lê bán nước hoa lại rồi. Bây giờ nó buồn con cái nước hoa, bây giờ nó còn có mấy chục hộp còn đang tồn kho. chưa có hết. Không phải là gọi là tồn kho nữa, cũng là gọi là hàng mới. Nhưng mà nhập hồi trước Tết tới bây giờ chưa có ra hết nữa. Cô chú anh chị em nào nhớ ủng hộ cho Việt Lê bán hết cái đợt hàng này nha, để đang nhập đợt cái đợt mới. Nhập luôn mới về. Nó còn trình hình một đống mấy chục á. Tối ngày lo đi quay không à, không phải là hàng ế, tối ngày lo đi quay không à, không có lo livestream bán hàng. Em nói em bán hàng không có được. Tối ngày lo đi quay, tối ngày đi quay tới quay lui hoài à. Anh có người ở Việt Nam lâu lâu bị đau bụng, anh mua thuốc tây uống cỡ nào cũng không hết đau. Trời ơi, vậy sao anh không, anh liên hệ với em xong rồi á, anh hỏi người đó coi là có bị dạ dày hay không. Nếu mà có bị dạ dày á thì em mua cho hai bịch uống trong vòng khoảng tầm tháng, em bao vô luôn á, hỗ trợ hết dạ dày liền. Uống rất là tốt. Ở đây là gia đình em uống mà. Trời ơi, cha em nhậu nè, cha em ổng nhậu, ổng bị dạ dày á, ổng nhậu xong rồi ổng bị đau, uống hết đấy. Con Yến Nhi nhỏ hơn con trai lớn cô 1 tuổi nè. Bé Yến Nhi nó nhỏ mà, nó còn đang đi học. À, Yến Nhi nó ở đâu ta? Nó ở đâu của Mỹ ta? Tiểu bang nào ta? Tới giờ nhỏ em nó vô ủng hộ mà giờ tới giờ Việt Lê còn chưa biết nhỏ em nó ở tiểu bang nào luôn á. Anh Văn Ngô mua, kêu ông anh mua liền uống liền. Trời ơi, đau bụng mà sao không này không nói. Thiệt tình chứ. Phải nói em chỉ mua giùm cho uống hết rồi. Chị Quỳnh Thị. Ôi, mấy ba má mua nước qua ủng hộ cho em nghe mấy ba má ơi. Nó mua giùm thuốc xong rồi không ủng hộ nước qua buồn lắm luôn á. Trời cho cô chú anh chị em nhớ mua ủng hộ nước qua cho em nha cả nhà ơi. Thêm còn mấy chục hộp em đang sale. Để ngày mai em rảnh em làm một cái clip mà em giới thiệu cái mà thuốc bắc hỗ trợ điều trị dạ dày cho cả nhà xem. Số điện thoại em mới đăng lên là số điện thoại thường phải không? Đúng rồi, số điện thoại này là số điện thoại chính của em luôn đó anh Phan Ngô. Nè, em nhắn lại nè, số điện thoại nè. Ở Việt Nam á, ở Việt Nam thì nhắn số điện thoại. Ở Việt Nam thì cứ nhắn là 0327 307 925. Còn ở nước ngoài á,
ở nước ngoài thì nhắn cho em là 0084 327 307 925. Đó. Gặp Việt Lê đẹp trai, dễ thương, dễ mến của quý vị. Đó. Họ có bán thuốc ăn cho mập không em? Có luôn chị. Cỡ nào cũng có đó. Ủng hộ nước hoa cho Việt Lê mọi người ơi, nước hoa thơm dịu nhẹ. Đó, cảm ơn chị Bình Thị rất là nhiều nha. Nước hoa em là đảm bảo có loại thơm nhẹ có luôn, thơm dịu có luôn, thơm le dặn có luôn, thơm nồng nàn có luôn, cỡ nào cũng có hết. Khi không đau uống được không? Vậy là không bị đau bao tử rồi đó. Uống được anh. Dạ dày là uống được hết. Nó hỗ trợ điều trị dạ dày nha. Nếu mà bị đau dạ dày á là uống là sẽ hỗ trợ hết chắc chắn. Nhưng mà kêu ổng đi khám đi, chứ nói gì nói chứ đi khám bác sĩ coi, người ta khám tổng quát trước tiên, là khám tổng quát xong cái đã, khám tổng quát coi là mình có bệnh gì hay không. Nếu mà bác sĩ nói là bị dạ dày thì cứ liên hệ với em giới thiệu cho em, chỉ cho trên cái phòng khám đông y này uống, em mua giùm luôn cho, cứ gửi gửi tiền cho em lại em mua giùm nha, chứ không phải là em mua giùm là kiểu như là em lấy lời đâu, em mua giùm luôn cho. Vậy con ở cùng bang với cô Tâm nè, miền Nam hay Bắc con? Ủa vậy là bé Nhi nó ở gần với chỗ chung với chị luôn hả chị Băng Tâm Nguyễn? Vậy anh kêu người đó liên lạc với em. Ok anh Pha Ngô luôn, kêu người đó liên lạc với em đi, rồi em chỉ cho mua, hoặc là mua em mua giùm cho. Một bịch nó khoảng là 290.000, 300.000 một bịch đó. Mà một bịch đó uống được 10 ngày, 10 ngày đến 15 ngày, uống xong 15 ngày có tác dụng liền. Anh Phạm Ngô mua nước hoa ủng hộ Việt Lê đi anh. Đúng rồi, mua nước hoa ủng hộ em cả nhà ơi. Nước hoa của em là tinh dầu nước hoa chứ không phải là nước hoa nha. Mua nước hoa tinh khiết luôn. Thì đúng rồi, nước hoa em là tinh dầu nước hoa mà, chứ đâu phải là nước hoa đâu. Cái tinh dầu á, anh Pha Ngô, Việt Lê bán nước hoa kìa. Đúng rồi, em bán nước hoa mà. Đúng rồi, anh Pha Ngô, anh đặt cho em một chục chai đi anh. Anh tặng cho vườn hoa di động của anh. Mà bữa nay bà chế bà không vô nha. Bữa nay bà chế bà không vô. Đúng rồi, ổng đòi đập bình hoa luôn rồi chị Nhật Hoàng ơi, ổng lấy hoa hà, ổng không lấy bình. Em có kết bạn Zalo luôn nè, sao anh mua đi, anh mua chục chai rồi em gửi em ship ha, em sẽ trang trí đồ này nọ đẹp mê ly luôn, làm thành cái hộp quà đẹp gửi cho người ta luôn. Phải như vậy, riêng anh Phan Ngô là phải đặc trưng là như vậy. Rồi xong ổng mất tiêu luôn rồi. Mấy bà suối ổng mua, xong rồi ổng đi đâu mất tiêu luôn rồi kìa. Suối gì? Để dành tặng cho quý phi sau này, trời ghê ông thiệt. Cũng được, cũng hay. Em nhận đề co làm sự kiện nha quý vị. Ai muốn làm sinh nhật, đám tiệc đồ này nọ cứ liên hệ với em. Từ mâm cúng lễ 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 tất cả lễ nghi đồ này nọ em có đầy đủ hết, em cung cấp dịch vụ cho quý vị luôn. Muốn tổ chức sinh nhật như thế nào em tổ chức như thế đó luôn, đẹp mê ly cho cả nhà luôn, quay phim chụp hình đàng hoàng luôn, gói cước rất là ưu đãi cho cả nhà. Nếu là fan của em. Đặc biệt ai về nước nhớ liên hệ với em thuê xe du lịch của em nha, em có khuyến mại đặc biệt cho fan. Việt Lê liên hệ em gái chị phụ bán nước hoa cho. Dạ ok chị Băng Tâm Nguyễn. Mà em gái chị là ai chị? Để em liên hệ với chị cho. Em liên hệ với chị rồi chị giới thiệu giúp giùm em nha.
Trước tiên là cảm ơn chị đẹp Băng Tâm Nguyễn trước nha. Trời ơi, có những người chị này là em nói là đó là của sự may mắn của em. Thật sự, hết sức may mắn. Chưa gì hết đủ thừa. Em bắt trước á. Chưa gì hết là đủ thừa. Em bắt trước á trời. Người ta cũng hay đủ thừa lắm luôn á. Đủ thừa này, đủ thừa cái kia, em bắt trước họ. Tổ chức đi đập chậu được không hồ má? Ông suối bậy hồ má thiệt. Ông nội ông suối cái nào ngặt không à. Em tổ chức sự kiện, em làm dịch vụ đó, ông kêu làm tổ chức sự kiện đập chậu. Trời trời ơi. Để chờ chị đám cưới lại, chị đặt em chọn gói nha. Trời, tôi lại bà luôn. Dạ, chào Huệ nhất, chào Huệ Nhi Tắc nha. Trời, tôi lại bà Bình Thị, bà đám cưới lần lần mấy? Bà mà lắm kinh làm đám cưới nữa, tôi làm cho bà hoành tráng luôn đó bà Bình Thị. Tôi chiếu gạp luôn, tôi làm gạp luôn. Tôi làm là hoành tráng là chưa bao giờ có luôn đó. Chị mua nhiều mỹ phẩm và thực phẩm chức năng cho em, chị bán mấy mấy năm rồi, chỗ nhà mẹ chị hôm trước em ghé đó. À, em biết rồi chị. Dạ ok chị Băng Tâm Nguyễn, em biết rồi, em nhớ rồi. Dạ em biết rồi, em nhớ rồi. Mà chỗ đó buôn bán được á, buôn bán đắt 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 lắm, đắt ngon á. Mới con lần à. Rồi bà tổ chức là đám cưới lần rồi, bà đòi tổ chức đám cưới lần nữa hả? Hấp hôn hả? Ok chị luôn, về đây hấp hôn em làm cho. Em làm. Má ơi, má đám cưới rồi, giờ má đòi đám cưới nữa. Rồi chồng bà kiếm tôi sao bà nội? Bà kêu tôi là mai. Trên đời có bốn cái ngu. Hỏi nợ gắt cu cầm trầu. Trong đó là làm mai là ngu nhất. Hỏi nợ làm mai gắt cu cầm trầu. Làm mai là cái ngu nhất. Bà kêu tôi làm mai. Nhưng mà chị em tình thương mến thương mà không được. Chồng bà kiếm tôi chửi tôi rồi đốt nhà tôi luôn sao bà nội. Để nữa em liên hệ với chị Băng Tâm Nguyễn nha. Đó, em liên hệ chị Băng Tâm Nguyễn để mà làm công việc. Trời, có những người chị như thế này tình thương mến thương quá. Em đem hoài chai để em chị trưng và giới thiệu khách hàng nhé. Ok chị, chừng nào có dịp lên Sài Gòn em sẽ liên hệ. Em đưa vài chai. Đó, hoặc là em sẽ liên hệ luôn, em liên hệ rồi em gửi lên cho em chị. Em tính là khoảng tầm tại vì hiện tại bây giờ em cũng đang bán nước hoa cho người ta. Em đang nghiên cứu một cái em kiểu như là nghiên cứu với một cái nhà máy nào đó, chắc em có lẽ em sẽ để em nghiên cứu một cái nhà máy nào đó để em tạo ra một cái nước hoa mà thương hiệu của em luôn, đặc trưng của em. Chị ly hôn 10 năm rồi em ơi. À trời ơi, chị ly hôn quá. Ờ được, cái này được, em làm mai cho. Đây, được, ok chị luôn. Cái này em làm mai được. Lần mấy không quan trọng, quan trọng là có người bao trọn gói. Ok bà Quỳnh Thị luôn. Bà muốn sao nè? Bà muốn trai tăng hay là bà muốn trai trung niên hay là bà muốn đẹp trai như anh Phan Ngô? Nào có đám cưới liên hệ Việt Lê nha. Nhưng mà bây giờ chưa có người yêu. Vậy thì kiếm người yêu đi Lê Ti. Thiệt. Kiếm người yêu đi anh. Kiếm người yêu đi chị. Chị cứ kiếm người yêu đi rồi chị cứ liên hệ với em. Em là bao luôn. Ở Việt Nam nha, chứ ở nước ngoài là em bó tay. Bà Quỳnh Thị bà nói ừ, bà đặt tròn gói em xong xuôi rồi ha, em báo gói cước đồ này nọ ha, bà gửi cọc xong xuôi rồi cái ừ bay qua nước của bà. Bà đang sử dụng, bà đang sống ở Hàn Quốc, Đài Loan đi, bà kêu qua bên Đài Loan, Hàn Quốc tổ chức đám cưới cho bà, cái lúc đó ói dồi luôn. Thì lúc đó là toan luôn. Khi nào có đám cưới, trời cần gì đám cưới trời, sinh nhật liên hệ được rồi, cần gì đám cưới. Sinh nhật là liên hệ cũng được không ba? Kiếm người yêu nhanh nhanh luôn đi chị ơi. Chị cần làm mai luôn không? Làm mai thì cứ liên hệ với em luôn.
Trời ơi, tôi ở Sài Gòn nè. Tôi chọc bà tí xíu, bà nội ơi, ai mà không biết bà ở Sài Gòn. Ê, tôi sắp đi Sài Gòn rồi nè, có gì uống cà phê nha. Tôi sắp đi Sài Gòn rồi, có gì khi nào tôi lên Sài Gòn rồi tôi alo uống cà phê. Bé Nhi ơi, con trai nhỏ của cô đang học ở UCLA nên cô cũng hay xuống miền Nam chơi nè. À, vậy là con trai của chị Băng Tâm Nguyễn là khoảng bằng tuổi với Yến Nhi hả? Có chọn gói làm mai nữa hả? Không, cái này là ưu tiên cho fan của em thôi nha, chứ không phải là em làm mai nha, không có nha. Em chỉ ưu tiên cho fan của em thôi. Tại vì trên kênh của em trai xinh gái đẹp nhiều lắm. Lúc nào về Sài Gòn gọi chị. Ok chị Quỳnh Thị. Chờ chờ đi, chị về Việt Nam làm đám cưới nè. Ok bà, mà về Việt Nam tôi làm, tôi đãi cho bà 7 ngày 7 đêm. Chào Hồng Nguyễn nha. Bà về Việt Nam đi, tôi mà tôi tổ chức 7 ngày 7 đêm cho bà luôn. Cho ăn mà gọi là sập sàn luôn á, kiểu vậy. Trời, tính ra hồi đó lượt view của em cao ghê luôn cả nhà, cao ngút ngủn luôn cả nhà. Hồi đó lượt view của em 47.000, 60.000, 106.000, 20.000, 46.000 lượt view, 22.000 lượt view, mười mấy ngàn, mấy chục ngàn. Trời trời, toàn là view cút gùn gùt không má ơi. Thời vàng son của tôi nay còn đâu. Còn bây giờ bao nhiêu view ai, coi ai. 1.000, hai mấy, 3.000, 4.000. Má ơi, ôi chứ cái lượt view chán không muốn nói luôn. Ở đó mấy chục ngàn, bây giờ lượt view nhìn vô cái muốn không bằng con số lẻ ở đó nữa. Thật ra cái trên Hiền Nam này nó xuống rồi cả nhà ơi, ai phái chứ. Thật ra là trên Hiền Nam bây giờ nó xuống rồi, nếu mà nói về chuyên về lĩnh vực làm YouTube á, bây giờ chỉ thương cho người Thiền Nam thôi. Họ đang sống trong cái cảnh mà gọi là đổ vỏ. Đãi đãi vậy Nhật Anh Trần tăng căng, nhân viên hải quan nhìn không ra khi về Mỹ đó. Việc lên. Và hồi nãy à, chào chị Phương Sài Gòn nha, chào chị. Hồi nãy chị Nhật Anh Trần hỏi có cái thuốc nào mà ăn để mà uống để mà tăng cân kìa. Bởi vậy bây giờ em có cái cách mà gọi là đãi 7 ngày 7 đêm cho chị tăng cân. Tại thời gian này Việt Lê không like gì cả, khán giả đâu có biết Việt Lê like lúc nào. Dạ chị Quỳnh Thị, chứ bây giờ em hỏi thật kìa, bây giờ like là like nói cái gì bây giờ? Bây giờ chủ yếu mà mình lên mình giao lưu với cả nhà thôi, chứ bây giờ thì Nga không còn cái gì nữa hết trơn á, nên không biết nói cái gì luôn á. Việt Lê lên Sài Gòn mà trúng dịp mùa hè chị mời cà phê. Chị yên tâm đi, chắc chắn mùa hè em cũng có lên Sài Gòn à. Tại vì em làm dịch vụ xe. Ừ má, kể thế này nghe mới má. Em làm dịch vụ xe, tức nghĩa là em có quen biết nhà xe, em thuê xe của nhà xe đi. Trời má ơi, tụi nó đồn em là làm trên Thiền Nam vô mánh, có tiền, ăn chặn tiền để mua xe. Thánh thần ơi, xe toàn xe thuê đó. Nhà xe em quen biết tới hai ba cái nhà xe ở địa phương của em, Đồng Tháp có, Vĩnh Long có, Cần Thơ có. Thì bây giờ em muốn đi đâu thì em kêu nhà xe cho em thuê chiếc xe em đi. Em nói là em đi học bằng lái để em lái. Bà mẹ nó vô nó nói một câu. Nó thằng Việt Lê nó vô nó làm trên Thiền Nam vô mánh. Được tiền giờ mua xe nó mới đi học bằng lái. Ủa bộ mua xe mới học bằng lái chứ không có xe không học bằng lái được hả mấy ba mấy má. Nhiều cái tụi nó nói không hiểu nổi. Việt Lê không cãi lại bọn xấu đâu. Đúng rồi, em không có cãi lại đâu. Tụi nó cãi quá trời quá đất mà. Một người ở nước Mỹ, Úc, Canada cũng bằng 1.000 ở Việt Nam coi rồi. Nhưng mà nó trừ 30% thế anh ơi.
Một ví dụ là một 1.000 người ở nước ngoài coi, ở Mỹ, Úc, Canada thì em được 5 đô, 4 5 đô đi. Còn 1.000 người ở Việt Nam coi được có 1 đô à. Nhưng mà 1.000 người ở Mỹ, Úc, Canada coi á là em được 5 đô đi, nó trừ hết 30% thuế của em rồi. Nó tính cái thuế á là thuế gì nè? Thuế thu nhập từ người nước ngoài coi, video. Nói nôm na vậy cho quý cô chú anh chị hiểu. Vậy là sinh nhật của chị và bạn chị trong tháng 9 này, việc này ok chị, vậy là có dịp rồi, chị về Việt Nam đi, em tổ chức cho chị. Chị về Việt Nam đi, em tổ chức cho chị ngon lành luôn. Bây giờ chị muốn tổ chức ở đâu, miền Tây hay là Sài Gòn hay là ở miền Trung hay là ở miền Bắc? Ở miền Tây thì nó đỡ tốn tiền xíu, còn ở miền Sài Gòn thì nó tốn tiền banh xác luôn, còn ở miền Trung thì nó cũng tốn tiền luôn, ở miền Bắc thì càng tốn tiền tại phải bay ra ngoài. Ê, Tân Phú với Tân Bình nó gần nhau không ba mấy chị? Quận Tân Phú với Tân Bình nó gần nhau không? Thường thường em lên Sài Gòn là em ở Tân Bình. Ủa, Bình Tân chứ lộn. Em lộn. Thường thường em ở Bình Tân của Sài Gòn á. Thường thường em lên Sài Gòn á. Không gần em. Không gần hả chị? Không sao đâu chị, các chị ở đâu em chạy tới đó. Việt Lê bản chất hiền lành, luôn hướng đến chân thiện mỹ, không tham sân si, làm sao cãi lộn với bọn xấu được. Đúng rồi chị Băng Tâm Nguyễn ơi, trời chị còn hiểu em mừng quá. Làm ở Cần Thơ đi cho anh tham gia với. Ở Cần Thơ được á, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có chợ nổi Cái Găng. Sinh nhật 60 tuổi mà bạn chị tổ chức ở Việt Nam đó, Việt Lê. Wow, tuyệt vời. Như vậy thì cứ giao cho em. Mà tổ chức ở đâu chị? Bạn chị ở quê ở đâu? Cứ giao cho em chị, em làm hoành tráng luôn. Bình Tân ở gần chị đó, Việt Lê. Rồi ok, vậy là bà chết bà với tôi rồi, nữa tôi lên Bình Tân tôi báo bà. Tôi lên Bình Tân tôi báo bà nè. Ngon ngon ngon, có người báo rồi. Mỗi lần em đi là em đi em báo bà Năm Gâu, mà giờ có mấy bà chị rồi, giờ mới báo mấy bà chị, sướng ngon được. Không, em livestream vui không cả nhà? Vui lắm, em livestream là rất là vui, hơi đâu mà ngồi cãi lộn. Trời trời, nhiều khi em nghe mấy cái buổi live mà thấy mấy ba mấy má chửi, mà em thấy sang chấn tâm lý giùm cho khán giả họ luôn á. Rồi tôi đi dắt cà phê. Ok bà luôn nha, cà phê phải ngon nha bà. Thiền Am bây giờ không còn gì để nói, vậy sao Hai Hồng nói không lên live để lo cho Thiền Am? Việt Lê biết họ lo gì không? Cha em cũng không biết họ lo cái gì nữa. Thiền Am giờ có gì đâu để lo, thiệt luôn á. Thế bây giờ em hỏi đặt luôn là Thiền Am bây giờ có cái gì để lo, quý vị nghĩ đi. À, cái tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng đâu có khởi tố bị cáo nào đâu. Rồi cái tội lựng lon á thì bây giờ nó chìm nghiệm luôn rồi. Rồi bây giờ em hỏi, bây giờ lo cho Thiền Am là lo cái gì? Bây giờ chỉ nếu mà giúp đỡ cho người Thiền Am thì giúp những cái gì cần thiết người Thiền Am thực tế nhất có thể. Như vậy là cách tốt nhất để giúp đỡ cho người Thiền Am. Chứ bây giờ người Thiền Am về pháp lý lo là lo cái gì? Em nói thật luôn á. Em không biết bây giờ nói về vấn đề lo pháp lý cho người Thiền Am mà em biết lo cái gì luôn á. Nhưng Thiền Am còn cái gì nữa đâu mà lo. Làm giết bởi vì chính nghĩa tự xưng, nó chửi mà không dám cãi lại luôn đó, quý vị thấy không? Có ai, em nói thật luôn, anh em nhóm thứ tư buồn em chịu. Bây giờ anh em nhóm thứ tư bây giờ có dám mà phản biện với Lê Thanh Minh Tùng không? Có dám phản biện với Hồ Quang Thận không? Có dám phản biện chính diện với luật sư Trần Quốc Vũ không? Hay là chỉ nói lướt qua. Còn những anh em trước đó phản như cái tuổi mà trong cái kiểu như là cái tuổi mà 6 năm về trước như Việt Lê gì nè, từng phản biện chính diện với Lê Thanh Minh Tùng nè, từng phản biện chính diện với luật sư Trần Quốc Vũ nè, từng phản biện chính diện với Hồ Quang Thận nè, từng phản biện nói thẳng ra là anh em chính nghĩa tự xưng đó. Còn bây giờ nó có ai chịu phản biện không? Bây giờ chính nghĩa tự xưng nó chửi im ghe thiệt, nói trời cà phê
không những ngon mà quán còn đẹp nữa, có món ăn ngon nữa nha cưng. Trời, ngon rồi, im rồi, im rồi, ngon. Đợt này đi Sài Gòn báo chị Quỳnh Thị nha, ho ma mị để lừa là Mạnh Thường Quân. Thì em không biết, nhưng mà em không biết là họ họ lo cái vấn đề pháp lý gì thì em không biết, nhưng mà em thấy là tình hình thực tế là thì ngay bây giờ đâu có gì đâu mà lo về pháp lý thiệt luôn á. Còn vấn đề của cô Bùi Ngọc Trâm á, là luật sư là có, em biết luật sư, người luật sư đó luôn, nhưng mà không phải là luật sư ở trên mạng xã hội này nha, em biết được luật sư đó luôn, nhưng mà em không nói đâu, nói không được, người ta không có tham gia mạng xã hội, mình nói tầm bậy tầm bạ, ta chửi mình chết luôn. Còn họ nói họ lo cho về pháp lý cho người Thiện Nam thì thôi để họ lo đi, rồi vì chờ kết quả, rồi xong rồi khoảng 1 năm 2 năm gì đó hỏi kết quả như thế nào là xong. Ví dụ mà mình không có gửi tiền thì mình không có mắc tiền, còn những người nào mà gửi tiền thì họ mắc tiền thì đó là chuyện của họ, mình đâu quan tâm tới làm gì đâu quý vị, đúng không? Mình đâu có tham sân si để làm gì, mình đâu có soi mói làm gì chi, tiền họ tốn mà chứ đâu phải mình tốn đâu. Mình phiên rồi, mình nói rồi, mình chia sẻ rồi mà họ còn chửi mình nữa, nói là ghen ăn tức ở, nói là hãm hại người Thiện Nam, nói là hãm hại những người giúp đỡ Thiện Nam thế này thế nọ, mà trong khi đó mình phiên thật sự, mình nói thật sự rồi mà họ không chịu nghe, họ quay là họ chửi việc lê này thì thôi kệ đó, họ tốn tiền họ chịu, ai tốn tiền thì họ họ tự chịu chứ mình đâu có nói làm gì nữa, tiền là tiền của họ mà họ gửi mà đúng không, chứ đâu phải tiền của mình đâu, mình đã phiên hết rồi. Nhưng mà yêu cầu mấy anh chị fan của em không bị dính vô cái vấn đề này là em mừng rồi, còn fan của họ họ tự lo chứ mình đâu thể nào mình lo hết được fan của họ đâu, mà bây giờ mình lo mình phiên đó mà fan của họ có biết 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 ơn mình đâu, quay ngược lại chửi mình nữa. Trời, fan của em nhiều khi em sót lắm cả nhà, fan của em đi qua bển á, nhiều khi bức xúc quá, nhiều khi bức xúc quá fan của em qua phiên mới có nói con cầu một nó kích ra luôn. Nó đuổi ra luôn, nó chửi quá trời chửi luôn. Mẹ của Phúc Tâm đang bị ăn đơn kìa. Cái câu chuyện Phúc Tâm á là cái câu chuyện là luật sư khác làm chứ không phải luật sư Hai Hồng nha, luật sư khác làm. Phúc Thiên Thanh ở Tân Phú qua Bình Tân đi quốc lộ 1 cũng gần mà, thì lên, em lên trển đó thì em bắt nó chỉ, ví dụ mà gần gần đó thì cứ alo em cho tài xế qua rước rồi chị em mình gặp uống cà phê, trời ngon má cháy bồ chắc luôn má ơi. Trời, kiểu như mà ở trên mạng này mà còn tám cỡ này mà ra ngoài quán cà phê ngồi tám, trời má ơi, quán cà phê tao nhìn mình trầm trò hỏ luôn á. Rồi chốt gì cái kèo của chị Nhật Anh Trần tháng 9 về nha, chốt luôn á, tháng 9 em bao xe cho chị luôn, chị cần xe mấy chỗ em đều có cho chị thuê xe này em có xe đó. Quỳnh Thị có cà phê ở Du Miên quận Gò Vấp không, quán đẹp, chị băng Tâm Nguyễn mà về là em sẵn sàng em kiếm cho chị luôn. Từ xưa giờ tôi nghe kinh mỗi khi rảnh, từ lúc dịch Covid tôi ở nhà mới tham gia mạng xã hội, thấy nhiều cái đáng sợ, tôi chưa bao giờ nghĩ con người lại tham sân si, trời dữ lắm luôn chị. Bước vô cái trang Thiền Am này á, ai mà vướng vào tham sân si là nó lộ ra hết luôn cái bản tánh luôn, thiệt em nói thật. Sống với em cho nó khỏe, tiền bạc không quan tâm, tiền tiền của người ta. Mạnh Thường Quân thì người ta mến ai thì người ta sẽ đồng hành cùng với người đó, em không có giành giật, ý là em không giành giật mà tụi nó còn nói em giành giật á, ý là em không giành luôn đó chị, em nói thật luôn á. Nhiều khi họ họ chia sẻ mà em không muốn cãi, nhiều khi nè những nhà hảo tâm gọi cho em nè hỏi về họ đó mà em còn họ nói tốt cho họ hồi lúc trước á, hỏi alo cái chị đó, cái chị đó chị ABC gì đó có ok không em, được không em, được chị, người ta cũng đến Thiền Nam giúp đỡ cho người Thiền Nam thiệt, nhưng mà cuối cùng em là người bị nói xấu y chang như năm gâu luôn. Thiệt nói có sao nói vậy người ơi, thiệt luôn á, chứ em không không cần thiết phải dựng lên làm gì đâu. Chị hỏi chị May á, em nè có người nhà hảo tâm điện hỏi em cái chị gì đó được không em, tốt không em, giúp đỡ Thiền Am không, em cũng nói có giúp đỡ người Thiền Am cũng đến Thiền Am cũng thường lắm, cũng ok lắm đó, mình nói tốt cho người ta mà nó người ta người, xong rồi không biết mấy ba mấy má nào làm YouTube đi đồn em á,
đi đồn em là giành mày giành giật mạnh thường quân mới ghê chứ. Em đâu có sợ, em đâu có ngán đâu, có sao nó vậy hả? Thích thì đối chắc bên ngoài, không rảnh đâu cãi lộn. Tự nhiên ở không đó quá trời cãi lộn cái làm cho fan mình bị nhức đầu chơi hả? Để em nói chuyện vui vẻ với cả nhà không sướng hơn? Thôi đâu mà rảnh đâu không cãi lộn với họ. Ở vụ Văn Thú có quán Valentino cũng xin. Đồ, chị Băng Tâm Nguyễn chị cũng biết gành ghê ha. Khi nào về Việt Nam đi, về Việt Nam mình chị em mình họp mặt. Chị như coi này, không có lo cái gì cho Thiền Am đâu mọi người. Chẳng lắm. Tại mọi người chưa hiểu thôi. Từ từ đi, mọi người sẽ thấy hết trơn à. Nói ra thì cãi lộn, chửi lộn, chống phá đi giành giật thế này thế kia, chống phá nhóm thứ tư, chống phá nhóm đi tìm sự thật, quan 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 quan. Ủa mắc mới gì chống phá làm gì mấy má? Nhóm của các anh các chị thì các anh các chị lo chứ hơi đâu mình ở đây mà chống phá. Bây giờ đừng đụng chạm với nhau đi là được thôi. Ai kiểu mấy ông mấy bà đụng chạm người ta rồi ta quật lại, rồi mấy ông mấy bà nói người ta thế này thế nọ, con người ngộ. Bởi vì em hơi đâu mà em quan tâm tới cái vấn đề đó. Trời ngồi hồi bị tê giò đi tới lui cái mấy ba má ơi. Ngồi giống hồi bị tê giò thấy bà nội luôn đó. Ma quỷ không à. Ma quỷ không à. Thấy lâu rồi từ từ gì việc lễ. Vậy là em là mới là người từ từ. Không, mấy chị thấy á, là thấy một cái mặt nổi thôi. Còn cái mặt bên trong của nó từ từ nó mới lộ. Cái đó là chỉ có ông giáo á. Ông giáo mới có thể tìm ra được cái sự lộ đó, cái bên trong đó thôi, còn mình là thua. Chờ chờ ông giáo thôi chứ giờ chờ ai? Đó, thật sự giờ chờ là chờ ông giáo thôi. Hôm hè chị về 4 tuần mà đi nhiều quá không gặp được em tiếc lạc. Lúc đó tiếc thật đó. Lúc đó hình như là chị em mình cũng có hẹn nhau. Nhưng mà chị đi công việc nhiều quá. Việc lê bậy quá, quậy bá, bậy quá là sao ông nào ý? Cái đi rửa mặt cái với bà má ơi. Rửa rửa cái một nó chưa tỉnh nữa. Bây giờ phải đi rửa nữa nè. Chỗ em là ở nhà dưới quê bởi vì chỗ nào cũng có ống nước chân á. Thời buổi giờ đã hết trơn. Trời tối hụi luôn nè. Ở mấy ba má đâu hết trơn rồi. Mấy anh ơi, tự nhiên im lặng chân vậy? Em đi có mặt không à? Đó, chào chị Phương Võ. Ngồi lại nữa. Buổi tối lâu lâu, lâu ngồi tám chuyện gì cũng vui. Trời giờ này cũng có 80 mấy người đang coi luôn. Trời, tôi biết ông nghe là ông nói cái gì rồi. Tôi đi dặn nước đó mấy ba đó là ông nội. Thấy chưa, ông lúc nào ông cũng có những cái suy nghĩ mà gọi là tiêu cực hết. Anh kỳ em gái Bình Thị lần sau ok chị ơi. Ông Phan Ngô là lúc nào ông cũng có suy nghĩ những cái tiêu cực hết á. Phương ơi, em kêu lộn Phương Sài Gòn. Chị Phương Sài Gòn, em đang suy nghĩ đến cái vấn đề kia, cái em kêu là lộn bằng Phương Võ.
mà Phương bỏ cái câu chuyện đó em không có quan tâm chị ơi, em nói thật cái chuyện đó câu chuyện thôi mệt dẹp, hơi đâu mà quan tâm mấy cái chuyện cùi cá nhân đó, em không quan tâm đâu. Còn ông Phan Ngô ông đừng có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa nha, ông suy nghĩ tầm bậy tầm bạ tối ngày à. Dạ tôi về B sẽ đi Đồng Tháp chơi. Ok chị. Không nhớ. Trời ơi trời tôi tức tôi. Ai nghe giống. Tối tối tôi tạo cái game game show cho ngồi suy nghĩ chơi mà. Số 7. Đây nè mấy ba má. Cái ống nước của tôi nè mấy ba má. Buổi tối giờ này mấy giờ rồi? Buổi tối giờ này là 21 giờ, 23 giờ 51 ông Phan Ngô ông làm. Ông làm. Bảy là số 7. Ông Phan Ngô ông làm. Ông làm kiểu như là tạo một cái game khó chơi vậy. Bảy là đi tè. Ừ, ông nghĩ tầm bảy gì đó mà cái ống nước của ta đây nè, đó. Cái ống nước của người ta đây nè đó, còn kế bên là cái bếp lò mà ông nói là người ta đi cái này cái kia. Đu theo nữa tôi lại với bà luôn, bớt tâm hồn đen tối lại tí xíu nè. Bớt tâm hồn đen tối lại một chút nè, sai là số 2 phải là số 7. Chị Văn Thâm Nguyễn cũng theo nữa trời. Thôi tối tạm biệt, tạo tạo game khó chơi mà. Hôm nay vui ghê. Thì phải lâu lâu bởi vì có Việt Lê xuất hiện là vui à. Có Việt Lê xuất hiện là vui à. Đấy không, hơi đâu mà đi nghe đi cãi lộn chứ chó mệt à. Đây thì có nhiều cái để vui lắm. Ở dưới quê có nhiều cái nó hơi dễ bị dễ 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 bậy lắm. Thì giống như ông Hoa Ngôn vậy đó. Ông nghĩ sao, ông nghĩ sao mà mình có thể mình có thể mà tạo ra cái tiếng mà có thể là livestream mà cái điện thoại mà nó thu được cái tiếng đó luôn. Ông tưởng giống như cái này là cái ống nước 27 này ông nội. Ống nước này tới ống nước tới 27 đàn ông thằng. Nước ở đây nó mạnh lắm ba. Giống thiệt thối quá có mũi công việc có chị. Tôi lại ông luôn con Pha Ngô à. Ở đây mũi dữ lắm luôn chị. Bởi vì nãy giờ em ngồi em bị tê rồi em đi tới lui em ngồi võng em mới lắc lắc nè, em không quay cái mà mặt em á, em quay cái mặt anh chị chóng mặt lắm. Chị thích mấy cây mai của Việt Lê nhìn nhớ Tết quá. Dạ mấy cây mai bởi vì em tính dẹp đó, nhưng mà em thôi em để luôn để đó tối livestream rồi này nọ quay cho nó đẹp chút xíu. Người Việt Nam đầu óc phong phú, đúng rồi phong phú thiệt luôn á. Không biết ông Phan Ngô ông có nghĩ, không biết ông Phan Ngô ông có nghĩ cái kiểu gì mà đồ chứ em có thể tạo ra một cái tiếng mà có thể là livestream mà thu lưu lượng luôn. Cũng cỡ dữ lắm mà. Hết Tết rồi, đúng rồi chị Võ Liên Hữu ơi, hết Tết rồi. Giờ không khí Tết thôi. Việc lề của ông Phan Ngô về đi câu cá cha. Đi câu cá cha cũng được. Ê, cá cha nó táp dữ lắm nghe mấy má.
Cái trà là nó táp thì thôi ói rồi ôi luôn tôi với ông Pha Ngô mà đi câu cá ha thì thôi khỏi khỏi nói luôn, hết mùng nhưng còn mền, đúng rồi. Ở Việt Nam có Tết, ở Việt Nam còn Tết đó. Võ Liên Hữu ơi, chị còn đi chơi mà, trời ơi tôi lại bà luôn. Sao công dân mùng bà hại não tôi nữa, bà Phúc, bà Phúc Thị Phan, bà nghĩ sao tôi ngồi trên cái võng này bà kêu tôi dân mùng, tôi ngồi ở ngoài đằng trước nè, tôi ngồi ở ngoài cái sân của tôi mà bà kêu tôi dân mùng, rồi xe cộ nó đi ngang nó chửi tôi thằng khùng. Bà tạo game khó cho tôi nữa rồi đó. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai là cái tháng mà gọi cày lưng ra làm. Mà nói chung là ở Việt Nam sướng lắm cả nhà, thiệt ở Việt Nam sướng lắm. Rồi giờ này không lẽ có nhiều khi em cũng muốn tổ chức một cái buổi live show, một cái buổi mà gọi là livestream mà giao lưu nói chuyện với nhau á, nhưng mà mấy chị bận đi làm nên em không có làm. Em có một cái phần mềm mà livestream cái là 4-5 người vô cái room đó xong xuôi rồi cái là em phát livestream lên rồi chị em ngồi nói chuyện giao lưu với nhau đã lắm. Có ai muốn làm không, có ai muốn tham gia không, tham gia nữa em làm cho. Các em muốn làm không? Sáng mai Việt Lê ngồi gãi xương, sưng luôn. Sưng là sưng cái gì má? Sưng gì nữa bà Bình Thị? Hôm nay chị nghỉ mới 8 được nè. Dạ chị Băng Tâm Nguyễn. Ủa bữa nay là ngày nghỉ hả chị? Hẹn ngày giờ khoảng 8 đến 10 người. Đúng rồi, chính xác luôn chị Võ Liên Hữu. Hẹn ngày giờ cái là lên, lên 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 sóng ha, cái ngồi nói chuyện với nhau vui ngon. Không ăn không được, ông Hoa Ngô ông vô ông tạo game khó không à, nước chảy mà ông Thành ông nghĩ ra cái gì cái kia ông vô ông ngồi cái ha, trời má ơi sập luôn luôn like. Mùng chụp à, mùng chụp cũng được nhưng mà em không có, em không có mùng chụp. Ông Phan Ngôn mà không vô ông nghe lộn cái tiếng cái chết nữa. Ở quê mới xưa chứ ở ở thành làm chết mẹ. Hay đó kênh khác tổ chức ca hát mở game 8. Có em còn cái kênh đó mà, làm đi để chị em mình lên sóng gặp mặt nhau nè. Có Pha Ngô là vui nhộn rồi, ok luôn, để coi em nghiên cứu em làm sớm sớm cho. Em nghiên cứu em làm sớm sớm cho. Lên tám chuyện đồ chơi ha, rồi ngồi ca hát rồi ha, rồi ngồi kể chuyện tâm sự ha, rồi giao lưu he, rồi chửi nhau he. Nhưng mà em sẽ làm cho, em làm, để em làm rồi em thông báo lên cái kênh này nè. Em làm rồi thông báo lên. Em có cái còn cái kênh Việt Lê Nhật Ký Đẹp mà. Kênh này nè. Còn kênh này em đâu quan trọng cái kiếm tiền hay không kiếm tiền đâu. Đủ điều kiện bật kiếm tiền rồi đó mà không bật á. Nè. Nè, kênh này nè. Đủ điều kiện bật kiếm tiền mà không bật á, view cũng cao quýt nguồn ngột nè, giỡn hoài view cũng cao lắm ấy đó, kênh này view à mấy trăm có mấy chục ngàn luôn rồi, thấy không view cao á. Chửi không chơi he, không có tất nghĩa là người ta chửi mình á, xong vô cái mình chửi người ta như vậy. Em biết là có em là không ai chửi được đâu, em ngồi em hài hoài ha. Dạ không chửi đâu, mình vô mình giao lưu, mình nói chuyện, mình chơi, mình kể, mình tâm sự câu chuyện này câu chuyện nọ, cái chuyện hài đồ này nọ chơi thôi. Trời ơi chứ hơi đâu mà chửi. Cuộc sống này là tìm đến niềm vui mà, đừng có đi đi tìm đến nỗi sầu. Trời ơi bà Hứa Tôn giờ này bà mới vô, nãy giờ bày đâu bà Hứa Tôn. Nãy giờ ở đây vui quá trời vui luôn, bà nãy giờ bày đâu mất tiêu vậy? Bà chị của tôi Việt Lê gà lập group ít người thôi để nói chuyện. À, đúng rồi ít người thôi, mỗi một ngày như vậy là khoảng 5 5 người thôi, 5 đến 10 người được rồi, 10 người đổ lại thôi,
ngồi nói chuyện vui vui rồi này nọ, gặp cái group mà gọi là group 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 nhiều chuyện, ngồi tám chơi, khịa chơi chứ chửi là không chơi nha. Đúng rồi, khịa khịa chơi thôi nha, chứ không chơi chửi nha. Ngồi nói chuyện tám tám gì đó kiểu vậy, mà khuyến cáo là ai có chồng có con là hạn chế nha. Độ chí giấc tối 11 12 giờ đêm gù gì gù gì gù gì, thằng chồng nó chửi thấy bà nội luôn á, con vợ nó chửi thấy bà nội luôn. Cáo là chơi nhẹ nhẹ thôi, chơi vừa vừa thôi, đừng chơi quá. Chơi cái 2 3 tiếng đồng hồ đó, giống như Việt Lê ngồi live stream nãy giờ là gần 2 tiếng đồng hồ đó. Ủa rồi bà chị hứa tôn của tôi đâu mất tiêu rồi? Nãy giờ hứa tôn lái xe nên không trả lời tin nhắn được. À vậy là nãy giờ chị vẫn nghe. Em biết mà, em có một người chị luôn luôn ủng hộ, đó là bà chị Hứa Tôn. Ông mầm năm câu ông đi tới giờ này ông đi chưa chơi chưa về nữa trời. Ông nội ông đi chơi dữ gì, có chồng mà giờ này ngồi tám hả ông nhỏ. Đúng rồi, tôi thầy bà nãy là bà nói rồi, giờ tới tiệm bạn khách nữa rồi cả nhà ơi. Trời ơi, bà bạn khách là bà có công việc, bà nên cười chứ, bà nên vui chứ. Khánh là người bạn khách mà bà cười bà hu hu, bây giờ kinh tế nó khó khăn, có khách để làm là mừng lắm rồi. Bà chị Hứa Tôn làm neo, có chồng biết rồi, bà là bà tính đám cưới lần nữa là tôi biết rồi. Võ Liên Hữu quý phi kìa Pha Ngô, hết vào lãnh cung rồi. Ủa vậy là Võ Liên Hữu là quý phi của anh Pha Ngô hả? Ông nội ông có quý phi nhiều với ông nội, mốt chỉ vài chiêu nha, nó nhỏ nhỏ thôi vợ nghe chửi trách luôn. Con giỡn ra sao nó dáng đang ngồi live stream cười khặt 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 ở sao nó sáng bập tai cái thấy ông trời chồng tôi dễ chịu lắm, tôi còn thức chồng ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi trời, chắc người mốt tôi sắp xếp tôi live sớm sớm cho mấy bà ngủ, giờ này 12 giờ đêm ngồi thức tám với tôi ông chồng ngủ mất tiêu. Cái kiểu này mà vô group gù gì không không nghe, không có nghe ông Việt Lê tôi chưa có được tiễn cung nha. À chưa nữa hả, chưa có được tiễn, chưa có được tiễn hay là không chịu tiễn, ở không chịu vào đó kiểu vậy. Bạn khách không nhắn tin được đó Việt Lê, giờ cười nghe. Ok chị, tất nghĩa là chị Võ Liên Hữu. Ai cũng có cái áo xanh hết. Đúng rồi, nói về người đó, ai cũng có áo xanh hết nè. Tôi cấp áo xanh hết luôn. Tôi cấp áo xanh hết. Ngựa ngựa làm gì? Cấp áo xanh hết luôn. Đó. Ai có áo xanh là được vào lãnh. Ủa, và ai có áo xanh là được vào cái gì, vào chung nhà với anh Phan Ngô nha. Nói tống cổ ra khỏi nhà. Ai dám tiến Võ Liên Hữu Việt Lê. Ủa là sao ông, ai ai ông cũng tiễn 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 làm quý phi hết mà có Võ Liên Hữu là ông không dám là sao? Vậy là ông nhát rồi. Vào kênh em giờ này mà có áo xanh là coi như là được vào cung điện hoàng gia của Hoa Ngô. Ê mà mấy bà má, ai mà soi cái kênh của em á, coi soi cái luồng like để phản biện em cũng chắc chắc cũng mệt nghỉ á. Không biết chỗ nào, không biết chỗ nào mà để soi. Vô toàn là nghe toàn là anh em mình giỡn không, chứ không thấy là phản biện, không thấy nói gì hết trơn. Họ vô mà họ soi để họ phản biện mình lại chắc cũng hơi mệt. Kiểu vậy.
mà người coi nguội lại người ta cũng mệt luôn. Kênh Em Trai Việt Lê là thân thiện nhất quả đắc. Dạ cảm ơn chị Băng Tâm Nguyễn. Chửi là chị trốn luôn nha. Trời ơi có chửi đâu, nói vậy thôi chứ chửi đâu. Cảm ơn chị Băng Tâm Nguyễn, cảm ơn chị Nhật Hoàng, không có chửi đâu nha. Mình chị lạc lòi mặc áo trắng. Bà nghĩ sao bà mặc áo trắng à? Tôi mới mặc cái áo xanh lại cho bà nói mặc áo trắng. Tôi mới mặc áo xanh lại. Ủa con trời tôi nhanh lắm bà. Tôi độc thân. Bà về đây tôi cưới chồng cho bà. Em mặc nhanh lắm chị Phương. Trời ơi nhanh lắm. Bên đây giỡn bên QB đang gói băng An Thị. Mình chơi mình giỡn mình văn minh lịch sự vui vẻ mà. Thay áo cho chị không báo ha. Trời ơi em hồi nãy em có nói rõ ràng rồi mà, bây giờ ai chưa có áo xanh em mặc áo xanh hết luôn mà, nãy em có nói mà. Ủa bộ vậy là bên bển đang cãi lộn hả? Ở bển đang cãi lộn hả? Ông làm công đi hết tháng nè. Trời ơi rảnh thế chứ, rảnh là không ghê. Tối ban đêm ban hôm chơi vui vẻ không chơi đi kiểu như là đi cãi lộn. Ở mấy người này sao thích cãi lộn quá ha mấy chị, mấy người này sao ngộ ha, thích cãi lộn chửi lộn chơi vậy? Đời sống một người giỏi lắm là có 100 năm đó, mà giờ đi chửi lộn chi cho mệt rảnh. Giờ vui vẻ chết không vui, giỡn vui nè, nói vui nè. Một nụ cười bằng 10 thăng thuốc bổ. Nãy giờ ai chị em mình cười quá trời luôn. Biết bao nhiêu thăng thuốc bổ không? Rồi, mới đầu là mình phải tôn trọng khán giả của người Thiền Am. Mình chia sẻ về câu chuyện của người Thiền Am. Xong xuôi là khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Và 1 tiếng sau là mình giỡn. Buồn ngủ quá bà con ơi. Ôi, vậy là ông Phan Ngô ông thua rồi. Ông trụ không nổi rồi. À, có, em có coi chị Phương, Phương Sài Gòn. Chị mét vợ em nè. Ủa sao tự nhiên chị mét vợ em? Thánh thằng ơi tự nhiên chị mét vợ em. Em có làm cái gì đâu trời. Chơi mấy bà chị mét. Sáng 30 chị chưa dậy. Em Nam Gâu gọi chúc Tết giật mình luôn. 4 giờ sáng rồi cưng. Thôi vậy thôi ngủ đi, ngày mơ vô tiếp nha. Nhớ mơ vô tặng quà cho tôi nữa nha. Ngày nào có quà của ông là tôi vui à. Thấy mắc cười. Chị An Thị là cô diễn văn khán giả không hiểu gì luôn. À. Thôi chuyện của người ta kệ ta đi mấy chị. Chuyện của người ta mà. Chuyện của người ta mình quan tâm làm gì kệ người ta đi. Hơi đâu mình quan tâm, ở đây mình vui người ta không vui kệ người ta. Mình được vui là mình sướng hơn người ta rồi, đúng không? Mình đây mình vui vẻ, mình cười giỡn đồ này nọ là chỉ là mình sướng hơn người ta rồi. Người ta làm YouTube mà người ta có được cười như mình không? Đó. Trời mới nói ổng đi xì nữa. Trời cảm ơn Phan Ngô đẹp trai rất là nhiều nghe, đã tặng quà cho em nữa rồi. Tặng quà kiểu này chơi làm em vui lắm. Đó, có sữa cho con uống nữa. Tặng trước nha. Trời ơi, chơi tặng trước nữa ông nội. À, vậy là ngày mai không vô hả? Ngày mai vô 8 chuyện nha. Ngày mai vô để tặng trước rồi thôi. Ngày mai vô 8 chuyện được rồi. Chơi tặng trước luôn ha. Tặng mà tặng nhằn cọc luôn. Trời ơi, bởi vì vui là nó may mắn hả? Nãy giờ cười là vui là may mắn hả? Đó thấy không? Chửi lộn chi? Đó. Bởi vì Phan Ngô tuyệt vời nhất, tặng cho Phan Ngô trái tim cả nhà. Cả nhà thay em tặng Phan Ngô trái tim đi cả nhà. Em vô em tặng luôn nè. Tặng trái tim liền. Tặng trái tim liền bà con cô bác ơi. Đó, tặng trái tim cho anh Phan Ngô. Tặng trước cho chắc ăn. Hello chị Nhật Anh Trần. Ủa làm gì sao bà lấy cái nick này gọi bà Nhật Anh Trần?
Ủa Nhật Hoàng, cái nếp Nhật Hoàng của bà đâu? Ở tặng trái chim quá trời luôn á, trái chim á, trái chim á. Ủa chị Nhật Anh rằng hết pin em máy, đừng nói tôi là máy bà hết pin luôn nha. Trời, tôi ngồi tôi nói chuyện mà máy bà hết pin luôn. Rồi ông Phan Ngô, ông đã xong công việc đó, ông vô ngủ được rồi đó. Việc lê đợi tháng 9 chị Nhật Anh cần về Việt Nam, các anh chị em mình tụ tập lại gặp ra một ngày ok luôn. Mặc thêm cho tôi cái áo xanh màu, có phải Nhật Anh cần đổi nít hả? Ok, nếu mà phải chị Nhật Anh rằng là ok, mặc áo xanh liền nè. Áo xanh cho đẹp. Mặc liền, có đâu. Tụi nó muốn cười cũng không cười. Tụi nó có muốn cười cũng cười không được đâu. Chỉ có những cái tâm hồn mà gọi là thơ ngây như em mới cười được. Chứ giờ khơi không cười được đâu. Giờ trong đầu của họ là chỉ có đó ngày làm sao mà chửi người ta được, làm sao mà tấn công người ta được, làm sao mà có view, làm sao mà tăng thu nhập, làm sao mà tối ngày cứ suy nghĩ vậy thôi à. Còn riêng em làm cái kênh này ra, bây giờ cái kênh em là xác định là con cái là để vui vẻ với một cả nhà thôi. Còn cái tin gì của người thiền am em chia sẻ trong vòng mà nửa tiếng đến 1 tiếng là hết rồi, xong rồi. Còn những cái phút sau ngồi giỡn chơi gì đó. Em đang ở Việt Nam mà. Em đang ở Việt Nam nè. Chị Võ Liên Hữu ở Việt Nam mà. Tất nghĩa là tháng 9 này á, là chị Nhật Anh Trần về Việt Nam, xong rồi chị em mình sẽ gặp nhau để mà cà phê giao lưu. Mà nói trước nha, cái nguyên tắc của Việt Lê á, là khi mà đã giao lưu bên ngoài á, là tất nghĩa là sẽ không nói về cái trend thiền am, mà cũng như không phải là nói cái chuyện YouTube nữa. Ủa không phải nói về cái trend thiền am, mà không phải nói về vấn đề khác nữa. Mà khi mà chị em mình gặp nhau là tình thương mến thương với nhau, là chị em ở phương xa với nhau trên cái không gian mạng này. Giống như là mình lên mạng, mình sử dụng cái ứng dụng YouTube này để mình kết giao bạn bè chị em, kết nghĩa tình chị em đồ này nọ, tình anh em đồ này nọ, rồi mình gặp nhau, mình giao lưu với nhau giống như bạn gặp với bạn thôi. Dẹp cái trend thiền am qua một bên để mà chị em mình có thỏa sức vui vẻ, chứ đừng có bàn về cái trend thiền am. Em là không có giống như những cái người kia vô rồi gặp fan thiền am hù ồ ồ lên rồi vắng vắng và vắng không đó. Gặp nhau là vui vẻ, là chị em với nhau, tình thương mến thương với nhau, người ở nước ngoài, người ở hải ngoại, người ở Canada, Úc, Thụy Sĩ, Thụy Điển gì đó, vân vân và vân vân, rồi người ở Việt Nam, xong rồi về là xong. Rồi bà Nhật Anh Trần thì về đây để kiếm người yêu. Kiểu vậy đúng rồi, chị Võ Liên Hữu nói đúng á đó. Nó giống như là ví dụ bây giờ, ví dụ không có trên thiền am đi nữa, thì chị em mình gặp nhau để mà kết bạn với nhau, vậy là xong, là vui vẻ ngay, không cần quan tâm những cái vấn đề khác. Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật đó, là kiểu vậy, là tình chị em, tình nghĩa, tình thương, mến thương với nhau đó. Còn những cái người khác, những cái người kia họ thì cho rằng là gặp nhau để mà kiểu như, bởi vì bây giờ chính nghĩa tự xưng nó nói là thiền am bây giờ là nơi tụ tập đó, không mình đừng có làm gì đó, mình gặp nhau mình vui vẻ, mình đi chơi đồ này nọ các thứ, rồi còn ai muốn vô thiền am thì mạnh ai nó vô, xong đó. Không có mình không có chơi tụ tập. Nơi thiền am là cái nơi tu hành, cái nơi tu tại gia, cái nơi yên tĩnh, không có nên tụ tập. Em bây giờ em nghĩ thoáng rồi, em nghĩ kiểu như là em nghĩ thông suốt rồi. Có 888 giúp chị 88 được buổi sáng như giờ này chị cứu trước, xin lỗi nha. Ok chị Phương Sài Gòn. Đó. Ok chị Phương Sài Gòn ơi, chị nghỉ ngơi đi, giờ này cũng tối rồi, 12 giờ rồi, ngày mai còn làm việc nữa. Ai muốn nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi, cả nhà không sao hết. Kênh Việt Lê là thoải mái vô tư mà. Đúng rồi đó Việt Lê, dạ đúng rồi chị Phúc Thiên Thanh. Bây giờ em đặt ra cái quy tắc của mình vậy đó. Chừng nào em đến thăm thiền am, em đến thăm thiền am mình nè, chuyện vậy đó. Cho thiền am là không phải là cái nơi để mà chúng ta để tụ tập mà dở dở cợt hay là ôm phản cảm đó. Nghĩ tới thì óc cục nổi da gà hết trơn thiệt. Cái nơi thiền am là cái nơi mà tu hành, cái nơi tu tại gia, cái nơi mà gọi là không phải là cái nơi tụ tập, nói chung là vậy. Chị Phương Sài Gòn có gì tháng 9 gặp nhau vui, chị hai nít ok chị, rồi bà chị tôi ủng hộ tới hai nít luôn. Giờ này chị bấm giờ cũ,
cũng được, nhưng giờ này chị bấm mấy giờ cũng được, nhưng 88. Dạ ok chị, không sao chị, nghỉ ngơi đi chị. Ông Phan Ngô ông ngủ rồi, để cho ông ngủ đi cả nhà. Giờ này 4 giờ sáng của ổng rồi. Chắc ngày mai em sẽ sắp xếp em lai sớm á cả nhà, em lai sớm sớm tí xíu cho cả nhà mình phải khỏe ăn chút. Chứ em lai trễ quá cả nhà thấy thấy thương cả nhà quá. Thấy thương các chị quá. Thấy thương lắm. Thì lai giờ này tôi hụ tôi chi tôi thiết kìa. Hẹn tháng 9 xa vậy. Tại vì tháng 9 á, là chị Nhật Anh Trăng mới về. Còn ví dụ mà chị em nào ở trên Sài Gòn á, thì khi nào em có dịp lên Sài Gòn em livestream. Em livestream rồi em hỏi các chị rảnh thì số điện thoại của em có đăng lên rồi đó chàng. Số điện thoại của em là em có đăng rồi đó, các chị cứ kết bạn Zalo với em đi. Rồi khi nào em lên Sài Gòn em thông báo với cả nhà rồi thì cả nhà mình ra uống cà phê. Và xin chia sẻ thật lòng luôn là mấy ba mấy má nào mà muốn vô đây mà kiếm chuyện với chị em tôi mà nói là tụ tập nhau để nói xấu thế này thế nọ là tôi chửi vỡ mồm đó. Đây là chị em tôi là kết bạn tình thương mến thương với nhau rồi gặp uống cà phê với nhau thôi đó. Tôi chả có thèm, tụi tôi là cũng chả có thèm nhắc đến cái chuyện của các bạn đâu, tại vì các bạn chả là cái thá gì để tụi tôi phải nhắc. Đúng không, đúng không, đúng không, đúng không, đúng không, đúng thì cho em cái số 1 nào. Dạ chào cô Tina Lê nha, chào chị. Ôi chào Tina Lê chứ, chào chị chứ, chị hả cô ta, lâu quá không lại quên hết rồi. Hợp lý không cả nhà? À, tụi tôi vô là tụi tôi uống cà phê, tụi tôi tám chuyện chơi vui à. Tụi tôi không có nhắc đến các bạn, tụi tôi cũng không có thèm nói xấu với các bạn đâu, tại vì các bạn cũng chả là cái thá gì để tụi tôi nói. Đúng không? Đúng rồi, là sợ. À, chị hả? Dạ em chào chị Tina Lê nha. Hello chị, em xin lỗi tại vì lâu 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 em mới like một lần á. Đúng rồi nè, like sớm đi ông nhỏ, tôi thức khuya hư hao sắc hết. Ok, ngày mai em sẽ sắp xếp, em bữa sáng like sớm một xíu. Chào chị Tina Lê nha, chúc sức khỏe chị nha. Giờ này chị còn chị Tina Lê ở đâu ta? Giờ này mà chị còn thức luôn á. Chắc chị ở bên nước ngoài quá. Chị Quỳnh Thị xấu mới được khởi cung khởi tiến cung. Trời ơi trời, ông ơi tôi đem người yêu tôi về ông ơi. Thánh ăn. Bà hồi á thì bà kêu tôi giới thiệu, bà hồi thì ông đem người yêu bà, ông bà đem bây giờ người yêu bà về sao cũng được chứ á. New York à? New York là nước Mỹ hả? Hèn gì bây giờ chị còn thức nè, thấy không? Ê, tính ra bây giờ công nghệ hay quá ha ta. Thời đại 4.0 ha. Một người ở New York, một người ở Việt Nam hiện tại bây giờ đang nói chuyện chat chat nói chuyện với nhau. Quá tuyệt vời. Công nghệ nó càng càng nó phát triển dữ dằn. Người yêu tôi muốn về Việt Nam chơi khi ổng tròn 60 tuổi. Chà, ca này là em phải làm hoành tráng. Vậy là em phải làm gán cố gắng hoành tráng để tổ chức một cái sinh nhật mà thật đẹp, thật là nồng nàn, thật là tuyệt vời cho chị Nhật Anh Trăng mới được. Dẫn người yêu theo cho ổng biết phong tục và văn hóa Việt Nam. Chị Nhật Anh Trăng có gì cứ liên hệ với em trước để em sắp xếp em tổ chức cho chị. Tuyệt vời, ông mặt trời luôn, đẹp. Mênh mang luôn, như một cái tiệc cưới vậy đó. Cứ giao đến tay em là ok hết, em là khỏi lo. Vay phim chụp hình luôn, là kiểu như làm MV ca nhạc cho bà luôn đó, làm mà kiểu như là không có tính đồng lời luôn, bà què vốn luôn cũng làm luôn.
Tại vì đây là một cái kỷ niệm khá là đẹp, em nói thật. Ở Việt Nam 60 tuổi người ta cực kỳ người ta quan trọng. Thật sự. À, giống tiệc cưới việc lên mới chịu. Không mà kỳ em làm tổ chức là khỏi lo. Đúng rồi chị Phương Võ. Em tài trợ hai chai rượu cho chị Nhật Anh Trần. Rượu dao bôi kết đôi tay hả? Ủa kết đôi ta hả? Kiểu vậy. Ơi tưởng tượng em tổ chức gì nè, mà Nhật Anh Trần về cái em bắt hai vợ chồng, ở hai hai bả với người yêu của bả, người mặc áo vest người mặc áo sa ghê mà theo cái kiểu mà đúng độ tuổi nha, xong rồi chụp một bức ảnh ha, chụp ảnh đồ này nọ các thứ ha, xong xuôi rồi ha, tiến vào đi làm lễ ha, rồi tổ chức lễ sinh nhật ha, rồi xong rồi cái động phòng qua chút ha rồi. Em nghĩ nó hơi xa rồi cả nhà. Nhưng mà chị yên tâm, giao cho em là đâu vào đấy hết, hâm nóng tình yêu. Bà Phương Võ, ủa, bà Phương Sài Gòn, bà cũng nhiều chuyện lắm. Bà nghe cái bà ngồi, bà gán thức là tới giờ này luôn nữa nè. Bà thêm thức thêm 7 phút nữa. Lâu lâu bà chị bà về con lặng mà đâu có lệ đâu đâu để bà chị thất vọng được chứ đúng không quý vị? Bữa đó ai ở trên Sài Gòn hay là bất cứ ở đây đâu gắng cố gắng sắp xếp về, về chung vui tiệc sinh nhật cũng như là tiệc cưới của chị Nhật Anh Trần nha. Em tài trợ nhiếp ảnh cho chị luôn, trời dữ dằn luôn. Ngon lành. Lúc hát mọi người lên nhảy nha, ok luôn. Để em cho cả nhà coi cái này. Lúc hát là phải nhảy cỡ này nè. Lúc hát là phải nhảy cỡ này nè. Rồi, thấy mẹ rồi. Điện thoại này không có rồi. Điện thoại này không có rồi cả nhà ơi. Mà chị mà mấy mấy anh mấy anh mấy chị có thấy em chụp hình đó không? Là em sẽ làm cho một bộ gọi là bộ ảnh cho chị Nhật Anh Trần cũng cỡ như thế này vậy. Hát bài vết son trên áo anh chứ Quỳnh bài đó hay mà. Mày nói hay lắm á. 60 năm cuộc đời em ơi có bao nhiêu. Rồi 2 tiếng mấy rồi mấy bà ơi. Chắc em kết thúc buổi live để cho một số chị em nghỉ ngơi. Không đâu chị nói là em mà tổ chức group gặp online là chị không online tối được. Sợ ồn ào bạn cùng phòng nhắn. Tuần thì ok. À em hiểu rồi chị. Không được 60 năm hì hì. Trời trời má ơi tháng 9 mà mấy bà bàn trước là giờ hát bài gì nữa. Trời ơi. Mấy bà còn đi xa hơn tôi nữa. Ê, mình tổ chức xong xuôi rồi cái mình kéo ra hôm say của năm gâu quậy cái hôm say của năm gâu ha. Kiểu gì đó. Mình tổ chức cái tiệc sinh nhật cho bà Nhật Anh Trần với người yêu của bà xong xuôi rồi cái mình kéo ra ngoài hôm say của năm gâu quậy sập cái hôm say của năm gâu luôn. Báo báo vừa gì. Gọi là song kiểu như là làm song song với nhau luôn, song hỷ lâm môn. Hai người cùng tháng 9 với nhau gọi là song hỷ lâm môn. Ơ cũng gần luôn kìa.
một người 13, một người 15, quá gần luôn. Giống như vợ em với em gì đó, vợ em là em với vợ em là sinh nhật cùng một tháng luôn, mà cách nhau chỉ có một ngày một à. Ví dụ như em ngày 29, vợ em ngày 30. Lo trước chứ phải bài bản chỉnh chu. Ok luôn nha, bữa đó chỉnh chu nha, giờ này tập được rồi đó, tập từ đây tới tháng 9 là được rồi đó. Này tập được rồi em đi xa quá. Em thường thường em hay đi xa mà. Quỳnh Thị là 12 tháng 9 đó, trời mấy má ơi. Homestay Kimuchi Homestay ở Đà Lạt là nơi lý tưởng nè, đúng rồi. Ở chị Băng Tâm Nguyễn hình như có ra ngoài rồi mà, đúng không? Đó, nhân chứng sống ở đây nè, chị Băng Tâm Nguyễn, gì mà tụi nó nói homestay đó của người ta. Làm câu chỉ đi quay quảng cáo thôi. Em mới thật sự là cái người đi quay quảng cáo nè. Em làm dịch vụ quảng cáo mà. Xong hỉ là tốt. Đúng rồi. Thôi mấy bạn ơi, Phi ơi, bây giờ mình kết thúc buổi live nha. Ngày mai mình tám tiếp. Đi ngủ đi mấy bà. Ngày này tối lắm rồi. Thức hoài, hao mòn nhan sắc. Tới tháng 9 xấu, không đẹp. Giờ đi ngủ dưỡng nhan sắc để tới tháng 9 đẹp. Đúng không? À, chính xác. Hay mình kéo lên Đà Lạt tổ chức cho vui nè. Ở Đà Lạt cũng tổ chức cũng ngon lắm, là nơi lý tưởng luôn. Không mà Đà Lạt nó có cái lời nguyền. Nói chung là tổ chức sinh nhật rồi này nọ các thứ, hay là hấp hôn luôn này nọ, em ngại tổ chức ngoài Đà Lạt lắm. Chị Phương Phương Sài Gòn, chị em mình đâu có đông, tụ lại khoảng 50 người thôi, ít quá ha. Bằng cái đám nhỏ sinh nhật nhỏ của người ta luôn rồi má. Ủa, bằng cái đám cưới nhỏ của người ta luôn rồi má ơi. Ngủ ngon các tình yêu ở Việt Nam nhé. Dạ ok, cảm ơn chị Tâm Băng Tâm Nguyễn. Chúc chị ở ở hải ngoại thì có một ngày làm việc thật. Ủa, bữa nay chị nghỉ mà, có một ngày nghỉ thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình nha. À đúng rồi đó, thôi đừng tổ chức ở Đà Lạt, bởi vì tôi nói bà Quỳnh Thị đúng rồi đó, phải ở ngoài đó có một lời nguyền, tôi nhắc bà mới nhớ đó, thấy không? Thôi đừng tổ chức ở Đà Lạt, Đà Lạt là kéo thằng ngoại chơi thôi, chứ đừng tổ chức ở ngoài Đà Lạt. Ra ngoài ngoài quậy homestay của năm gâu thôi. Rồi ok, cảm ơn các chị đã ủng hộ cho em tới giây phút này. Thôi bây giờ đi ngủ đi, phia rồi. Ngủ để mà dưỡng nhan sắc. Các chị đẹp là phải đẹp. Ok nha. Còn bây giờ ngày mai ngày mốt bữa kia gì mình gặp lại nữa. Rồi em sẽ tổ chức livestream mình chị em mình tám tiếp. Rồi bye bye nha. Bye 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 bye. Chúc các chị đẹp và chúc các anh đẹp ngày càng đẹp nha. Bye bye.